Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 547. Lạc Phi Thiên nói, tà khí từ bên ngoài địa mạch chảy vào, chỉ có mỏng manh một tia, là hắc ám ma quân thủ đoạn, người tu vi còn chưa tới, dĩ nhiên không nhìn thấy. Minh Nguyên tinh tuyền bên trong tà khí, là vô cùng nông cạn, cũng chỉ có như vậy nhàn nhạt một tia, như độc dược mãn tính, là dựa vào tích lũy tháng ngày thủ đoạn, chậm rãi ăn mòn lòng người, cũng không là lập tức chỉ thấy hiệu. Cho nên, như thế nhạt nhẽo tà khí, Diệp Thần dĩ nhiên không thấy được. Nếu như tà khí dày đặc, Minh Đạo Cung bên này người, sớm liền phát hiện, cũng sẽ không bị ăn mòn. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, người điều động ngươi thiên hỏa mệnh tinh một luồng hỏa diễm, chân áp tại đầm nước dưới đáy, cũng đủ để tịnh hóa tà khí, cũng ngăn cản bên ngoài địa mạch tà khí chảy vào. Trong đầm nước tà khí cũng không nồng đậm, tương phản, chỉ có phi thường nhạt một chút. Lạc Phi Thiên đoán chừng Diệp Thần điều động một điểm thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, liền đầy đủ hóa giải, hơn nữa còn có thể phòng ngừa phía ngoài tà khí tiếp tục xâm lấn. Diệp Thần theo lời làm theo, liền điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, bắn ra một luồng ngọn lửa xùy một tiếng, rơi vào trong đầm nước, nhưng không có dập tắt, ngược lại chậm rãi chìm đến đầm dưới đáy nước. Thiên hỏa mệnh tinh tự mang nóng rực luân hồi thiên hỏa oai, nếu như trong đầm nước tồn tại cái gì tà túy, chắc là phải bị thiên hỏa đốt cháy tịnh hóa. Suy suy suy. Tại ngọn lửa chìm vào đáy nước về sau, Diệp Thần quả nhiên cũng cảm giác được, trong đầm nước có một luồng vô cùng mịt mờ khói đen, lọt vào thiên hỏa đốt cháy, lập tức bị cháy hết sạch. Quả nhiên có tà khí tồn tại. Diệp Thần đồng tử lập tức co vào, trong đầm nước quả nhiên ẩn giấu đi tà ác nguyên chất, vô cùng mịt mờ, may mắn hắn thiên hỏa mệnh tinh có thể số lượng lớn đủ nóng rực. Bằng không, căn bản là không có cách đem tịnh hóa. Khói đen bị bốc hơi, hóa thành một luồng khói đen, từ từ theo trong đầm nước bay lên, lại chậm rãi tan biến ở trong hư không. À, Minh Nguyên tinh tuyền tinh khiết trong suốt, tại sao có thể có tà khí tồn tại? Khương Uyển cầm thấy cái kia bay lên khói đen, cũng là phi thường kỳ lạ. Minh Nguyên tinh tuyền là Minh Đạo Cung nguồn nước, hết thảy Minh Đạo Cung người, đều uống nơi này nước suối, đối này trọng yếu nhất nguồn nước. Minh Đạo Cung tự nhiên 10 điểm để bụng, nước chất đi qua nghiêm khắc kiểm định tịnh hóa, nhưng Khương Uyển cầm không nghĩ tới, Minh Nguyên tinh tuyền bên trong thế mà còn biết có hắc ác tà khí tồn tại. Đầu óc của các ngươi đều bị tà túy xâm lấn. Diệp Thần lạnh lùng nói. Hắn biết, Minh Nguyên tinh tuyền bên trong tà khí vô cùng nông cạn, cũng vô cùng mịt mờ, bình thường người kiểm trắc tịnh hóa thủ đoạn, căn bản vô hiệu, chỉ có hắn thiên hỏa mệnh tinh, mới có đủ lực lượng cường hãn. Có thể đem ẩn giấu tà khí tịnh hóa đi. Lần này tà khí tịnh hóa, Diệp Thần cũng là rõ ràng bắt được, cái kia tà khí bên trong, ẩn chứa hắc ám ma quân mịt mờ ý chí. Cố ý chí này, rất đơn giản, chính là muốn nhường Minh Đạo Cung người, cho rằng sát hại đạo thiên đế hung thủ, liền là Tiêu Dao đại đế. Tích lũy tháng ngày phía dưới, hắc ám ma quân tà ác ý chí, dần dần gia tăng đến Minh Đạo Cung nhân thân bên trên, bọn hắn nhìn bề ngoài hết thảy như thường. Nhưng chỉ cần dính đến Tiêu Dao đại đế, bọn hắn giống như bị đánh lên tư tưởng lạc ấn, nhận định Tiêu Dao đại đế là sát hại đạo thiên đế hung thủ. Kể từ trong đó, hai nhà triệt để quyết liệt, trở mặt thành thù, cái kia hắc ám ma quân là có thể lã vọng buông cần, không cần lo lắng bị hai nhà người liên hợp giết ngược lại. Luân hồi chi chủ, người thủ đoạn không sai, thế mà có thể phá vỡ bản tọa thủ đoạn. Bỗng nhiên, một đạo sâu lắng thanh âm, theo Diệp Thần trong đầu vang lên. Đầu hắn ông ông tác hưởng, mơ hồ nhìn thấy một đạo cuồn cuộn vĩ ngạn thân ảnh, ăn mặc một thân áo bào đen, toàn thân ma khí lượn lờ, phảng phất một tôn chí vĩ ma thần, chiếm cứ tại trên bầu trời, chỉ cần vừa hàng lâm, chư thiên vạn giới liền muốn lâm vào tuyệt đối trong bóng tối đi, tiếp nhận vạn kiếp bất phục gặp trắc trở. Hắc ám ma quân. Diệp Thần toàn thân chấn động, liền biết trong đầu nhìn thấy thân ảnh, chính là cửu đại ma quân bên trong hắc ám ma quân, trước đó hồn thiên đế phục sinh. Liên hợp Sửu Thần cùng Chu Mục Thần, đại náo tinh không thần sơn, cửu đại ma quân cũng theo Sửu Thần xuất chiến, cho nên hắn gặp qua hắc ám ma quân bộ dáng, liếc mắt liền nhận ra. Mà lại, coi như chưa thấy qua, hắc ám ma quân như thế bàng bạc hắc ám đế uy, cũng đủ làm cho người liếc mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Diệp Thần trong nháy mắt liền biết, là chính mình tịnh hóa tà túy, kinh động đến hắc ám ma quân. Hắn lập tức vận chuyển luân hồi pháp, ổn định đạo tâm. E sợ cho hắc ám ma quân xâm nhập. Hắc ám ma quân nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như lâm đại địch, khẽ cười cười, nói,
không cần khẩn trương như vậy, ngươi là đang sợ ta sao? Nếu sợ hãi, vì cái gì lại dám một thân một mình bước vào lãnh địa của ta? Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá, ngươi tựa hồ không phân rõ tình huống, ngươi đã trải qua gãy một cánh tay, đại đạo băng thiếu, chỉ sợ ngươi liền đạo thiên kiếm đều triệu hoán không ra ngoài a. Ha ha, nếu như ngươi là trạng thái toàn thịnh, khí vận thao thiên, ta còn thật không dám cường sát ngươi, nhưng ngươi cũng là một người tàn phế, ta đây cũng sẽ không khách khí. Dừng một chút, Hắc Ám Ma Quân nghiêm nghị kêu lên, Tô Thiên Sơn, luân hồi chi chủ tại đây bên trong, ta ban thưởng ngươi Hắc Ám Phủ Kiếm, ngươi nhanh chóng đưa hắn chấn sát. Thanh âm này hạ xuống về sau, Hắc Ám Ma Quân thân ảnh, liền triệt để theo Diệp Thần trong đầu kéo ra, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng Diệp Thần biết, mình đã bại lộ. Bên ngoài, Tô trưởng lão Tô Thiên Sơn, đang mang theo rất nhiều Hắc Ám Tà Điện tinh nhuệ các cường giả, cùng Ngư Triều Hy, Thất Vô Hòa Thượng đám người, vững bước hướng về Minh Đạo Cung tiến lên mà đi, dọc đường chạm gác toàn bộ bị bọn hắn phá hủy đi. Thất Vô Hòa Thượng sau lưng cứu thục Pháp Hoàn, hào quang càng ngày càng nóng rực, đã đem Đạo Thiên Sơn Hà Lô tán phát hơi khói phóng đi. Hơi khói tán đi, Minh Đạo Cung Sơn Môn, liền vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là một tòa tòa xây dựng chỉnh tề lòng đất cung điện, không tính hoa lệ, nhưng tuyệt đối xâm nghiêm, cung điện vùng trời lơ lửng một tòa hỏa lò, đang chậm rãi chuyển động, bắn ra vô cùng cường hãn năng lượng khí tức, chính là Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Minh Đạo Cung các đệ tử, ngay tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô phía dưới, đao thương tên nỏ đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Thiên Sơn nhìn thấy hiện Minh Đạo Cung cùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô ngay ở phía trước, nội tâm mừng rỡ, bước nhanh vào tới trước cười ha ha, kêu lên, Minh Nguyên Thần Vương, người giống ô quy chuột ẩn núp nhiều năm như vậy, hôm nay cũng là thời điểm ra tới nhận lấy cái chết. Minh Nguyên Thần Vương chính là bây giờ Minh Đạo Cung cung chủ, cũng là năm đó Đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên truyền nhân một trong. Tô Thiên Sơn đang muốn vào thẳng đi qua, cùng Minh Nguyên Thần Vương quyết một trận tử chiến, chợt nghe Hắc Ám Ma Quân thanh âm. Tô Thiên Sơn, luân hồi chi chủ tại đây bên trong, ta ban thưởng ngươi Hắc Ám Phủ Kiếm, ngươi nhanh chóng đưa hắn chấn sát. Thanh âm này tại nội tâm nổ vang, Tô Thiên Sơn ngây dại, quanh thân Hắc Ám năng lượng cuồn cuộn, từng nét bùa chú hiển hiện xuyên qua, cấp tốc hội tụ thành một thanh phủ kiếm, rơi xuống trong tay hắn. Tô Thiên Sơn bắt lấy phủ kiếm, cảm nhận được Hắc Ám Ma Quân ý chí, lập tức a một tiếng thét kinh hãi, kêu lên, là luân hồi chi chủ. Thất Vô Hòa Thượng nhướng mày, nói cái gì? Tô Thiên Sơn lộ ra không thể tin biểu lộ, chỉ bên cạnh hướng đi, nói, luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ tại đây bên trong. Thất Vô Hòa Thượng cực kỳ kinh ngạc, nói, điều đó không có khả năng, hắn lúc nào trà trộn vào tới. Tô Thiên Sơn lạnh cóng nói, ta không biết, nhưng hắn chính ở đằng kia, chỉ có một mình hắn. Kỳ thật Tô Thiên Sơn là thần vương. Diệp Thần chẳng qua là thiên nguyên cảnh 4 tầng, hai bên chênh lệch to lớn, nếu như tại không mượn dùng ngoại lực tình huống dưới, Diệp Thần trăm triệu không phải Tô Thiên Sơn địch thủ. Nhưng, Diệp Thần quá khứ chiến tích, vinh quang quá khứ truyền thuyết, quá mức rực rỡ vô địch, làm cho Tô Thiên Sơn hoảng sợ e ngại vạn phần, biết Diệp Thần lặng yên không một tiếng động lẫn vào lòng đất về sau, hắn càng là hoảng sợ không hiểu, biết rõ chính mình tu vi hơn xa Diệp Thần, nhưng vẫn là hại rất sợ hãi. Tô Thiên Sơn, người bối rối cái gì? Luân hồi chi chủ tiểu tử kia, đã chặt đứt một cánh tay, đại đạo băng thiếu, liền vĩ đại kỳ quan đều không thả ra được, người lại có sợ gì? Người dùng thần vương chi uy, trực tiếp chấn sát hắn, dự đoán hắn cũng ngăn cản không nổi. Hắc Ám Ma Quân thanh âm, theo cái kia Hắc Ám Phủ Kiếm bên trong, truyền đến Tô Thiên Sơn tâm lý. Tô Thiên Sơn thân thể chấn động, nghĩ thầm, đúng a, tiểu tử kia đã trải qua gãy một cánh tay. Liền là người tàn phế người, ta sợ hãi hắn làm gì? Hắn trước đây một chiêu kia tinh bạo khí lưu trảm, đích thật là phong mang vô địch, nhưng ta có thể là thần vương, hắn lại sao là địch thủ của ta? Nghĩ như vậy, Tô Thiên Sơn trong lòng an định một chút. Thất Vô Hòa Thượng nói ra, này luân hồi chi chủ, rất có thể nghĩ thừa dịp chúng ta tiến đánh Minh Đạo Cung, hắn lại từ phía sau ra tay, này chi gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Ha ha! Thật sự là hảo tâm cơ a. Tô Thiên Sơn nghiêm nghị nói, đúng là như thế, Thất Vô đại sư, các ngươi theo ta cùng một chỗ, trước hết giết luân hồi chi chủ lại nói. Thất Vô Hòa Thượng gật đầu nói, không sai, có thể tuyệt đối đừng cho hắn ngư ông đắc lợi cơ hội. Hướng Ngư Triều Hy nói,
Ngư tiểu thư, chúng ta đi. Ngư Triều Hy bất động thanh sắc, nói Thất Vô Đại Sư, người cùng Tô trưởng lão vây giết luân hồi chi chủ, cũng đủ rồi, ta tại đây bên trong thay các ngươi lược trận, miễn cho Minh Đạo Cung giáp công các ngươi. Nghe vậy, Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng, đều cảm thấy có đạo lý, liền không có truy đến cùng. Thất Vô Hòa Thượng nói, Ngư tiểu thư, vậy ngươi trấn thủ nơi này, ta cùng Tô trưởng lão đi một lát sẽ trở lại. Thương nghị cố định, Thất Vô Hòa Thượng liền cùng Tô Thiên Sơn đi vây giết Diệp Thần, Tô Thiên Sơn đem dưới tay hết thảy hắc ám tà điện tinh nhuệ cường giả, toàn bộ mang lên, rõ ràng đối Diệp Thần coi trọng. Ngư Triều Hy thì ở lại giữ tại chỗ, có hiểu rõ tình hình trận pháp sư, lặng lẽ đi đến bên người nàng, kêu một tiếng, tiểu thư. Ngư Triều Hy nói, ta đều biết, là sư phụ phái luân hồi chi chủ tới, hắn bây giờ bại lộ, hơn phân nửa là đánh không lại Tô trưởng lão cùng Thất Vô Đại Sư. Nhưng hắn át chủ bài rất nhiều, nghĩ đến có khả năng liều cái đồng quy vô tận. Chờ hắn chết, hắc ám tà điện bên này cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, chúng ta muốn đoạt chọn tuyến đường đi Thiên Sơn sông Lô, vậy liền dễ như trở bàn tay. Luân hồi chi chủ chấp trưởng lấy tinh không thần trì, hắn cho dù chết, cũng có thể tại tinh không thần trong ao phục sinh, nhiều nhất đạo tâm tiếp nhận điểm tổn thương, không có gì đáng ngại. Nàng tâm tư nhạy cảm, đoán đại khái đến tương lai chuyện có thể xảy ra. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần là chết chắc, lẻ loi một mình, căn bản không có khả năng ngăn cản Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng hợp lại vây giết. Phải biết, Tô Thiên Sơn có thể là thần vương cấp bậc cường giả, mà Thất Vô Hòa Thượng, càng là phần tịch Linh Sơn huyền tự đệ nhị hào sát thủ, tự xưng thiên đế phía dưới vô địch. Diệp Thần đối mặt hai vị này cường giả vây công, lại làm sao có thể mạng sống. Bất quá Ngư Triều Hy biết, Diệp Thần chấp trưởng lấy tinh không thần trì. Cho dù chết, cũng có thể tại tinh không thần trong ao phục sinh, cho nên nàng cũng không có lo lắng quá mức. Bất quá Diệp Thần vừa chết, phục sinh sau nhất định cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, khả năng cần tĩnh dưỡng dài đằng đẵng một thời gian, hậu quả tuyệt đối không thể nói là dễ dàng. Minh Đạo Cung bên kia, nhìn thấy Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng rời đi, chỉ để lại Ngư Triều Hy đám người chấn thủ, đều là giật mình. Cung chủ Minh Uyên Thần Vương, tầm mắt sâu lắng. Nhìn chăm chú lấy một màn, nội tâm lóe lên đủ loại suy nghĩ. Có người nói, Minh Uyên đại nhân, Ngư Triều Hy là Tiêu Dao đại đế cái kia ác tặc đồ đệ, Tiêu Diêu đạo tràng thánh nữ, nàng bây giờ lạc đàn, chính là diệt sát nàng cơ hội thật tốt ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lại có người nói, cẩn thận chúng kẻ địch kế sách, chúng ta Minh Đạo Cung thế yếu, chỉ có dựa vào sơn môn địa mạch, lại phối hợp đạo Thiên Sơn Hà Lô. Mới có một tia cơ hội thắng, nếu là tùy tiện thoát ly sơn môn xuất chiến, chỉ sợ nguy hiểm. Minh Uyên Thần Vương ánh mắt chớp động, cuối cùng trong mắt lướt qua một vệt quyết đoán, nói, điểm đủ nhân thủ, theo bản tọa diệt sát Tiêu Diêu đạo tràng tên giặc, thay đạo Thiên Đế sư tổ báo thù. Lúc này Diệp Thần, tại trong động quật, Minh Uyên Tinh Tuyền bên cạnh, đã cảm nhận được bên ngoài khí tức biến động, Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng, đang mang theo số lớn nhân thủ xông tới. Khương Uyển cầm gương mặt tái nhợt, cũng thấy khí tức nguy hiểm, nói, luân hồi chi chủ, địch nhân đến. Diệp Thần tầm mắt chớp động, một cái thần vương, một cái cửu đỉnh cảnh trung kỳ thượng vị thần, có chút khó giải quyết ha. Tại tu luyện tinh bạo khí lưu trảm cùng huyền thiên tinh chảy quyết về sau, Diệp Thần trước mắt tu vi đã tăng lên tới thiên nguyên cảnh 4 tầng cao giai, đủ để nghịch phạt cửu đỉnh cảnh trung kỳ cường giả. Nếu như chỉ có Thất Vô Hòa Thượng, hắn tự tin có thể đối phó. Nhưng lại thêm một cái Tô Thiên Sơn, cái kia cục diện liền trở nên khó giải quyết. Lạc Phi Thiên trầm giọng nói, mộ chủ, tình huống không ổn, ta có khả năng mạo hiểm mượn lực cho ngươi. Lạc Phi Thiên là mang theo thiên tội người, hắn không thể tùy tiện bại lộ, nếu không sẽ có thiên phạt buông xuống, thậm chí hắn mượn lực cho Diệp Thần, đều có thể đưa tới đủ loại ách nạn. Nhưng khi cái này liên quan đầu, hắn cũng biết nguy hiểm, coi như trả giá một chút, cũng nhất định phải trợ lực Diệp Thần. Bằng không Diệp Thần sẽ phi thường hung hiểm. Diệp Thần tầm mắt chuyển động, ý niệm trong lòng xoay nhanh, nói, không cần, tiền bối, tạm thời còn không cần mượn dùng lực lượng của ngươi, ta có một lá bài tẩy. Nói xong, Diệp Thần tế ra một mảnh lông vũ. Đó là vũ xà thần lông vũ. Đạp đạp đạp. Lúc này, Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng, đã mang theo đại lượng hắc ám tà điện tinh nhuệ nhóm, xông vào trong động quật, nhìn thấy Diệp Thần lẻ loi một mình ở đây. Bên cạnh chỉ có một cái Khương Uyển Cầm,
hai người đều lộ ra một vệt nụ cười. Tô Thiên Sơn lộ ra hung ác cười, Thất Vô Hòa Thượng thì là lạnh nhạt, vừa cười vừa nói. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt, người rất lợi hại, bất quá hôm nay người vẫn là muốn bại trong tay tiểu tăng. Tô Thiên Sơn cười ha ha, vô cùng nhanh lệ nhìn xem Diệp Thần, nói tiểu tử, người còn có cái gì di ngôn. Khương Uyển Cầm toàn thân lạnh cóng, cái mông không ngừng về sau chuyển đi, núp ở Diệp Thần đằng sau, nàng đạo tâm đã triệt để hỏng mất. Diệp Thần lại là chấn định tự nhiên bộ dáng, nhìn xem Tô Thiên Sơn, Thất Vô Hòa Thượng chờ cả đám, nói các ngươi nhiều người, nghĩ khi dễ chúng ta ít, bất quá, ta cũng sẽ gọi người. Vũ Xà Thần tiền bối, buông xuống đi. Nương theo lấy quát to một tiếng, Diệp Thần trực tiếp thiêu đốt mất Vũ Xà Thần lông vũ, phát ra kinh thiên tiếng gọi. Oanh long long. Theo Diệp Thần tiếng gọi hạ xuống, toàn bộ hang động ầm ầm rung động, chấn động kịch liệt, trong hư không nở rộ tinh không cùng hắc ám thâm thúy vầng sáng, sau đó một đầu cự mãng, mang theo sâu lắng tiếng gầm, chậm rãi nổi lên. Cái kia cự mãng sau lưng, mọc ra một đôi thần thánh trắng noãn cánh lông vũ, toàn thân mỗi một khối lân phiến, đều lập lòe đại đạo hào quang, chính là Vũ Xà Thần. Vũ Xà Thần thân thể, không biết có nhiều ít vạn trượng dài. Vừa thô tráng đến không thể tưởng tượng nổi, nhỏ động nhỏ quật căn bản không chứa được nó tự mang hư không lĩnh vực, quanh thân từng đạo không gian pháp tắc hội tụ thành dòng sông như thác nước, oanh long long chút xuống, rung động người tâm hồn. Tô Thiên Sơn, Thất Vô Hòa Thượng, còn có ở đây hắc ám tả điện tinh nhuệ các cường giả, nhìn thấy Vũ Xà Thần xuất hiện, đều là con ngươi co vào, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hung mãnh quá hung thú. Tô Thiên Sơn thân thể chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ triệu hồi ra cường đại như vậy hung thú, tại Vũ Xà Thần trước mặt, hắn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé. Là tinh không phía trên thần thú. Thất Vô Hòa Thượng ánh mắt độc ác, lại là một thoáng nhìn ra Vũ Xà Thần lai lịch. Cạc cạc cạc, luân hồi chi chủ, nhanh như vậy lại triệu hoán bản tọa sao? Vũ Xà Thần cất tiếng cười to, tầm mắt nhìn xuống toàn trường, nhìn thấy toàn trường người mạnh nhất, chẳng qua là thần vương sơ kỳ Tô Thiên Sơn. Trong mắt liền lộ ra một vệt khinh miệt biểu lộ. Loại cấp bậc này tồn tại, với hắn mà nói, tự nhiên là trong nháy mắt có thể diệt. Giết bọn hắn. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, không có chút nào nói nhảm, lập tức mệnh lệnh hạ xuống. Vũ Xà Thần đã từng cho hắn ba mảnh lông vũ, có thể triệu hoán nó ba lần, đây là cuối cùng một mảnh lông vũ, có thể nói là Diệp Thần át chủ bài một trong. Bây giờ vì tốc chiến tốc thắng, cướp đoạt đạo Thiên Sơn Hà Lô. Diệp Thần trực tiếp liền đem Vũ Xà Thần triệu hoán đi ra. Thật sự là vĩ đại sinh vật a. Lạc Phi Thiên nhìn thấy Vũ Xà Thần cái kia hung mãnh cứng cáp bộ dáng, cũng là tán thưởng một tiếng. Vũ Xà Thần nghe được Diệp Thần mệnh lệnh, lập tức bắt đầu cười hắc hắc, nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Luân hồi chi chủ, ta giúp ngươi giết sạch nơi này hết thảy mọi người, nhưng ngươi đừng quên, nhất định phải trở lại quá khứ, cứu vớt Lạc Thần đại nhân a. Lạc Thần Thương Thiên Lạc Nguyệt, đối với mình thân ca ca Thương Thiên Bạch Vũ, nghi ngờ có dị dạng tình cảm, dẫn đến nhân sinh đủ loại bi kịch, muốn thay đổi này loại bi kịch, chỉ có thể là Diệp Thần trở lại quá khứ, theo căn nguyên bên trên giải quyết. Đây không chỉ là Vũ Xà Thần hy vọng, cũng là đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ nhờ giúp đỡ. Ta biết, Vũ Xà Thần tiền bối, người mau ra tay. Diệp Thần chìm nhưng nói, chỉ sợ kéo dài thêm, sẽ xảy ra biến cố. Hắc hắc, tốt. Vũ Xà Thần toàn thân từng khối lân phiến kéo ra, toát ra vô tận tinh thần hào quang, nó gào thét một tiếng, thân thể cao lớn xông về phía trước đụng mà đi, kéo ra huyết bồn đại khẩu, liền hướng về Tô Thiên Sơn cắn tới, muốn một ngụm đưa hắn thôn phệ. Tô Thiên Sơn hoảng hốt, hắn tuy là thần vương, nhưng đối mặt Vũ Xà Thần loại cấp bậc này hung mãnh sinh vật, cũng là không có lực phản kháng chút nào. Vũ Xà Thần ngụm lớn cắn tới. Tô Thiên Sơn chỉ cảm thấy một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt, toàn thân khí thế đều bị khóa chặt, cả người thân thể cứng đờ, vô pháp động đậy. Chung quanh hắc ám tà điện các đệ tử, càng là kinh hãi đến mặt không còn chút máu, dồn dập chật vật lui lại, một chút lui lại hơi chậm người, liền bị Vũ Xà Thần khí tràng cương phong bao phủ, thân thể răng rắc vỡ vụn thành thịt vụn. Vũ Xà Thần mạnh mẽ, liền mạnh mẽ đến nước này, chỉ là bộc phát ra khí tràng uy áp. Cũng đủ để đem cường giả nghiền nát thành thịt vụn. Thất Vô Hòa Thượng sầm mặt lại, Vũ Xà Thần đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có bao nhiêu phòng bị, lúc này lọt vào Vũ Xà Thần khí chàng áp chế, hắn trong lúc nhất thời khó mà phản kích,
chỉ có thể thôi động sau lưng cứu thục pháp hoàn, thủ hộ tự thân, chờ đợi cơ hội. Mà Tô Thiên Sơn thân thể lại không cách nào động đậy, mắt thấy là phải bị Vũ Xà Thần một ngụm nuốt. Thông Thiên Văn, mở. Sống chết trước mắt, Tô Thiên Sơn gương mặt đỏ lên một tiếng quát lên điên cuồng, trên trán thần quang bắn ra, liền nổi lên một cái cổ lão văn ấn, đạo văn này ấn, cùng thiên đạo cộng minh, bày biện ra màu u lam, như bầu trời màu sắc, một thoáng mở ra, liền bộc phát ra hừng hực uy quang, lại một thoáng đem Vũ Xà Thần bước lui. A, à, sắp chết trước mắt, còn có thể bộc phát ra thông thiên văn, không tệ, không tệ. Vũ Xà Thần nhìn thấy Tô Thiên Sơn trên trán văn ấn, híp mắt cười cười. Tô Thiên Sơn trên trán văn ấn, là một loại đặc thù đạo văn, gọi thông thiên văn, là thần vương tiêu chí. Thần vương vị trí cảnh giới, gọi thông thiên cảnh, cảnh giới này muốn so cửu đỉnh cảnh mạnh mẽ rất nhiều, đối thiên đạo lĩnh ngộ tiến một bước đi sâu, có thể hiển hóa đạo văn, là vì thông thiên văn. Thông thiên văn. Diệp Thần còn là lần đầu tiên thấy thông thiên văn, lập tức thiên cơ bắt, liền nhìn thấy thông thiên cảnh đủ loại huyền bí. Thông thiên văn lại gọi sinh mệnh chi văn, bình thường cần bùng cháy chính mình khí huyết tính mệnh, mới có thể hiển hóa ra ngoài. Thông thiên văn vừa hiển hóa, toàn thân tính mệnh khí huyết cũng sẽ đi theo sôi trào lên, bộc phát ra cường hãn nhất tiềm năng. Thông thiên văn phẩm tướng, có thể theo màu sắc phán đoán, trắng, lục, lam, tím, đỏ, vàng, đen. Màu sắc càng đậm phẩm tướng càng tốt, có khả năng kích phát ra tiềm năng, cũng càng lợi hại. Nói như vậy, thần vương cấp bậc cường giả, sẽ không dễ dàng hiển hóa thông thiên văn, bởi vì hiển hóa thông thiên văn, thông qua bùng cháy khí huyết tính mệnh để kích thích tiềm năng, sẽ đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng tiêu hao. Chỉ có tại lâm vào tuyệt cảnh, bị buộc đến chết trên đường, thần vương cường giả mới có thể đem thông thiên văn hiển hóa ra ngoài. Hiện tại, Vũ Xà Thần chẳng qua là một cái công kích. Liền khiến Tô Thiên Sơn bùng nổ thông thiên văn, có thể nghĩ sự cường đại của nó. Tô Thiên Sơn khẽ cắn môi, coi như hiển hóa thông thiên văn, hắn đối mặt Vũ Xà Thần, y nguyên cảm thấy mình nhỏ bé. Tiểu tử này, từ nơi nào thuần phục đến mạnh mẽ như vậy hung thú? Thậm chí là tinh không bỉ ngạn hung thú. Tô Thiên Sơn tầm mắt âm độc lườm Diệp Thần liếc mắt, cường đại như vậy hung thú, sợ là đủ để nghiền sát thiên đế, hắn coi như bùng nổ thông thiên văn. Cũng ngăn cản không nổi a. Hắc ám phủ kiếm, đi. Bất quá, Tô Thiên Sơn cũng không phải độc thân tác chiến, hắn có Hắc ám ma quân chúc phúc, lúc này liền đem Hắc ám ma quân ban cho phủ kiếm, phất tay chém bay mà ra. Xuy. Hắc ám phủ kiếm mang theo một vệt lăng lệ hắc ám hung uy, còn có từng tia ghê tởm ô uế năng lượng sương mù, phá không hướng về Vũ Xà Thần chém đi. Vũ Xà Thần hắc hắc cười lạnh, nói, nếu như Hắc ám ma quân đích thân tới, có lẽ còn có thể cùng ta qua hai chiêu, người cái này tiểu mã con ve coi như xong. Trong lúc nói chuyện, Vũ Xà Thần vỗ sau lưng hai cánh, thần thánh trắng noãn cánh lông vũ, phiến nổi lên cuồng bạo hung hãn gió lốc, phát ra kinh thiên tiếng nổ vang rền. Tô Thiên Sơn chém bay mà đến hắc ám phủ kiếm, căn bản không thể tiếp xúc đến Vũ Xà Thần thân thể, liền bị kịch liệt gió lốc thổi bay. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tô Thiên Sơn cũng là toát ra hoảng hốt biểu lộ. Chết đi cho ta. Vũ Xà Thần mang theo nanh lệ ý cười, toàn thân lân phiến kéo ra, theo trong cơ thể nổ bắn ra muôn vàn buộc tinh quang, như từng sợi phi châm hướng về Tô Thiên Sơn bắn tới. Tô Thiên Sơn vạn phần hoảng sợ, hét lớn, kết trận. Nhanh kết trận, cho ta ngăn trở. Hắn nghĩ triệu tập chung quanh hắc ám tà điện các cường giả, kết trận đối kháng Vũ Xà Thần, nhưng vội vàng ở giữa, căn bản không kịp kết trận. Mắt thấy Tô Thiên Sơn liền bị Vũ Xà Thần giết chết, đột nhiên một bóng người thoáng hiện, hoành ra một trường, thế mà ngăn trở Vũ Xà Thần nổ bắn ra muôn vàn tinh quang. Đại Thiên Tôn ở trên, Vũ rắn nghiệt xúc, chớ có cản rỡ. Chỉ thấy bóng người này, lại có thể là Thất Vô Hòa Thượng. Thất Vô Hòa Thượng kim cương nộ mục, uy nghiêm cẩn thận, vậy mà ngăn trở Vũ Xà Thần công kích. Sau lưng hắn, có một tôn vĩ đại thiên thần pháp tướng hiển hóa, cao vạn trượng. Vĩ ngạn vô cùng, vương giả y quan, người mặc màu vàng áo tơ, làn da đỏ tím, mặt giống như mãn nguyệt, hai con ngươi như nở rộ hoa sen cánh hoa, trước ngực trang trí có hoa lệ xanh đậm bảo thạch, sau lưng lơ lửng màu vàng kim pháp vòng. Lại có thể là trong truyền thuyết, Tỳ Thấp Nô Đại Thần pháp tướng. Tỳ Thấp Nô Đại Thần có muôn vàn pháp tướng, kim quang tướng, chân long tướng, vương giả tướng, thần binh bằng nhau các loại, trong đó vương giả tướng nhất lộ ra bá đạo thần uy.
có thể trấn áp chư nghiệt. Thất Vô Hòa Thượng thừa dịp vừa mới Vũ Xà Thần đối phó Tô Thiên Sơn, tìm tới cơ hội, trực tiếp liền triệu hoán ra Tỳ Thấp Nô Thiên Thần Vương Giả Pháp Tướng. Vương Giả Pháp Tướng vừa ra, hạo đáng Vương Giả uy áp che bốn phương, làm cho Vũ Xà Thần cũng là rất đỗi chấn động. A, à, Tỳ Thấp Nô Đại Thần Pháp Tướng, ngươi là phai màu người. Vũ Xà Thần cuối cùng tỉnh ngộ lại, ánh mắt mang theo một vệt vô cùng e dè vẻ mặt, nhìn về phía Thất Vô Hòa Thượng. Vừa mới nó buông xuống thời điểm, nhìn qua toàn trường, thấy Thất Vô Hòa Thượng chẳng qua là cửu đỉnh cảnh trung kỳ, cho nên cũng không để tại mắt bên trong, lúc này thấy đến Tỳ Thấp Nô Đại Thần Pháp Tướng hiển hiện, nó mới thấy không ổn. Vương Giả Thần Quang, trấn áp chư nghiệt, đi. Thất Vô Hòa Thượng bấm niệm pháp quyết, sau lưng Tỳ Thấp Nô Vương Giả Pháp Tướng, toát ra tối vi hừng hực Vương Giả Thần Quang, mang theo trấn áp hoàn vũ uy mãnh, cuồn cuộn oanh sát hướng Vũ Xà Thần. Tỳ Thấp Nô là tiếng Phạn, ý là trật tự thủ hộ bảo vệ, chỉ có dùng lôi đình thủ đoạn, trấn áp tà ma nghiệt chướng, mới có thể thành lập đại trật tự, hình thành lớn thủ hộ. Vì vậy, Tỳ Thấp Nô thần lực, có hung mãnh bá đạo một mặt, như kim cương đổ ma. Vũ Xà Thần xem như hung thú, cũng xem như ma thần, sợ nhất này loại chí cương chí thuần trấn áp lực lượng, nó lớn tiếng hướng về Diệp Thần kêu lên. Không nên không nên, luân hồi chi chủ, nhanh cứu mạng. Này con lừa chọc thần thông, vừa vặn khắc chế ta. Diệp Thần nghe Vũ Xà Thần cầu viện, không khỏi sững sờ, hắn là triệu hoán Vũ Xà Thần xuống tới đại sát tứ phương, nào nghĩ tới đối phương thế mà hướng hắn cầu viện binh. Bất quá khi cái này liên quan đầu, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, mắt thấy Vũ Xà Thần muốn bị Thất Vô Hòa Thượng trấn áp, hắn lập tức ra tay. Thanh Long mảnh vỡ, thủ hộ. Một luồng thanh quang, theo Diệp Thần trong tay nở rộ mà ra, đó là Thanh Long mảnh vỡ. Thanh Long mảnh vỡ bay ra, liền hóa thành từng sợi thanh quang, vờn quanh Vũ Xà Thần toàn thân, vì nó cung cấp mạnh nhất phòng hộ. Tại tầng tầng thanh quang vờn quanh dưới, Vũ Xà Thần phảng phất hóa thành một đầu thanh long, khí thế sục sôi. Nhưng nó đối mặt Thất Vô Hòa Thượng, vẫn là không dám ngạnh bính, cấp tốc lui về sau đi. Uy, người được hay không a? Diệp Thần nhìn thấy Vũ Xà Thần lui lại tránh chiến, không khỏi nhướng mày. Vũ Xà Thần có chút xấu hổ, nói, luân hồi chi chủ, cái kia con lừa chọc thủ đoạn, vừa vặn khắc chế ta, Tỳ Thấp Nô Đại Thần là thiên đạo tam tướng thần, cũng là thủ hộ chi thần, hết thảy thần ma hung thú đều muốn e ngại, ta thậm chí không cách nào nhìn thẳng Tỳ Thấp Nô Pháp Tướng. Ây, dạng này, chúng ta chia ra tác chiến, ta giúp ngươi giết chết bên này người. Tầm mắt lườm liếc Tô Thiên Sơn chờ một đám hắc ám tà điện người, đến mức cái này con lừa chọc, liền giao cho ngươi tới đối phó, hắn chẳng qua là cửu đỉnh cảnh trung kỳ mà thôi, ngươi không bị hắn khắc chế, có thể đánh. Nói xong, Vũ Xà Thần cũng không đợi Diệp Thần đáp ứng, tự mình phóng tới Tô Thiên Sơn đám người, cũng không dám tới gần Thất Vô Hòa Thượng một chút. Súc sinh, coi là lão phu là quả hồng mềm dễ mà bóp sao. Tô Thiên Sơn quát to một tiếng. Vừa mới Thất Vô Hòa Thượng ra tay, hắn đã nhìn chuẩn cơ hội, triệu tập hết thảy hắc ám tà điện các cường giả, ký kết thành trận thế, tất cả mọi người khí thế hợp thành một thể. Khi nhìn đến Vũ Xà Thần chém giết tới về sau, hắn lập tức một trường cuồng đẩy mà ra, khí thế như bài sơn đảo hải, hung mãnh cực điểm. Vũ Xà Thần cười hắc hắc, nói, rất tốt, các ngươi vùng vẫy dẫy chết, lúc này mới có chút ý tứ. Nó kéo ra yết hầu, hét lớn một tiếng, một cỗ bạo liệt sóng âm lao ra. Đem Tô Thiên Sơn trưởng thế áp chế xuống, cũng chấn động đến Tô Thiên Sơn cả đám người, đầu ong ong. Tô Thiên Sơn mặc dù kết trận đối kháng, nhưng Vũ Xà Thần vẫn là có lòng tin tuyệt đối, có thể đem chấn sát, chỉ cần Thất Vô Hòa Thượng không nhúng tay vào. Thất Vô Hòa Thượng nhướng mày, muốn đi qua trợ trận, nhưng Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, lập tức vung ra tiểu đạo thiên kiếm, nhất kiếm cản lại hắn. Thất Vô Hòa Thượng, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Thần chỉ có một tay. Nhưng một tay huy kiếm, khí thế vẫn là tương đương hung mãnh, trên lưỡi kiếm tinh quang nổ tung, nhất kiếm ra, liền có tinh hà đổ xuống oai. Thất Vô Hòa Thượng sầm mặt lại, vội vàng huy trưởng đón đỡ, tay cầm kim quang vần quanh, cùng Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm tướng đụng, keng một tiếng, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, hắn lòng bàn tay lập tức bị chặt ra một đạo vết máu, bén nhọn đau đớn truyền đến. Thấy trên lòng bàn tay vết máu, Thất Vô Hòa Thượng biểu lộ trở nên hơi khó coi. Hắn lúc này có Tỳ Thấp Nô Đại Thần thủ hộ, toàn thân có thể nói là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhưng cùng Diệp Thần vừa thấy mặt,
thế mà liền thụ thương chảy máu. Luân hồi chi chủ, binh khí của ngươi, thật sự là sắc bén a. Tiểu tăng bội phục. Thất vô hòa thượng tán thưởng một tiếng, lại âm thầm thôi động sau lưng tỷ thấp nô pháp tướng, tỏa hào quang mạnh, phóng xuất ra vương giả khí tràng. Nhưng Diệp Thần phòng bị xâm nghiêm, cũng không hoảng hốt, luân hồi pháp vận chuyển, sau lưng bày ra một cái luân hồi chi bàn, răng rắc chuyển động, liền hóa giải thất vô hòa thượng vương giả khí tràng. Ngươi nói thiên đế phía dưới ngươi vô địch, nắm át chủ bài thả ra đi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi lợi hại đến mức nào. Diệp Thần nhìn chăm chú thất vô hòa thượng, cũng rất muốn nhìn một chút lá bài tẩy của hắn là cái gì, lúc này Tô Thiên Sơn bên kia, đã bị Vũ Xà Thần ngăn chặn, Diệp Thần có khả năng yên tâm cùng thất vô hòa thượng quyết đấu. Thất vô hòa thượng là phần tịch Linh Sơn huyền tự đệ nhị hào sát thủ, thực lực cường hãn, cùng hắn giao thủ, có lẽ còn có thể bắt thiên cơ, biết càng nhiều phần tịch Linh Sơn bí mật. Có khả năng khẳng định, thất vô hòa thượng còn có át chủ bài, bằng không, hắn sẽ không xưng chính mình thiên đế phía dưới vô địch. Thất vô hòa thượng nhìn thấy Diệp Thần trong tay tiểu đạo thiên kiếm, hàn quang nhuệ khí lấp lánh bộ dáng, liền biết lợi hại, nói, luân hồi chi chủ uy thế thao thiên, đủ để cùng thiên đế sánh vai cùng, tiểu tăng hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, có thể cùng luân hồi chi chủ chống lại, nhưng cần một quãng thời gian chuẩn bị, không biết luân hồi chi chủ có thể cho ta một chút thời gian. Nghe vậy, Diệp Thần cười nói, lá bài tẩy của ngươi thủ đoạn, còn muốn thời gian ấp ủ chuẩn bị sao? Cái kia ngượng ngùng, ta không đợi. Diệp Thần cũng sẽ không chuẩn bị cho thất vô hòa thượng thời gian, mặc dù hắn rất tò mò lá bài tẩy của đối phương là cái gì, nhưng hắn càng muốn lập tức giết chết đối phương, miễn sinh hung hiểm. Vạn kiếm về diệt, đi. Diệp Thần vung lên tiểu đạo thiên kiếm, tật chảm mà ra, thi triển thanh liên pháp, nhất kiếm cuốn lên muôn vạn kiếm khí. Kiếm kiếm mang theo hung hãn hủy diệt gợn sóng, phô thiên cái địa thẳng hướng thất vô hòa thượng. Một chiêu này vạn kiếm về diệt, là cửu biện kim liên đệ tứ cánh thần thông, tràn ngập lăng lệ kiếm đạo sát phạt khí tức, Diệp Thần dùng tiểu đạo thiên kiếm thi triển, càng là hung mãnh vô cùng. Hảo kiếm pháp, thất vô hòa thượng ánh mắt sáng lên, lại một bên cấp tốc lui lại, biết Diệp Thần kiếm thế lợi hại, cũng không cùng hắn ngạnh bính. Xem ra tiểu tăng mong muốn chiến thắng luân hồi chi chủ. Cũng nhất định phải vận dụng lá bài tẩy. Thất vô hòa thượng bỗng nhiên đứng vững bước chân, như bám rễ sinh trồi bất động, lá bài tẩy của hắn thủ đoạn, cần thời gian chuẩn bị xúc thế, nhưng Diệp Thần lại không cho hắn cơ hội, muôn vàn hủy diệt kiếm khí gào thét mà tới. Trong lúc nguy cấp, thất vô hòa thượng thân thể lại là bất động, không có cơ hội, hắn liền chính mình tranh thủ cơ hội. Cứu thục pháp hoàn, ngự. Thất vô hòa thượng một tiếng quát mắng, sau lưng cứu thục pháp hoàn bay ra. Trôi nổi trước người, kim quang nở rộ, keng một tiếng, ngăn trở Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm, cái kia muôn vàn hủy diệt kiếm khí, cũng là tiêu tán vô hình, hoàn toàn không có thể đột phá hắn cứu thục pháp hoàn phòng ngự. Thậm chí, Diệp Thần thân hình, cũng bị cứu thục pháp hoàn thủ hộ uy thế, đẩy lui hai bước. Dùng cứu thục pháp hoàn làm tấm thuẫn, cũng không sợ chết sao. Diệp Thần trong mắt lướt qua một tia che lấp, liền thấy thất vô hòa thượng tế ra cứu thục pháp hoàn về sau. Làn da cấp tốc trở nên ảm đạm xuống, không khí lướt qua da của hắn, lại như nóng bỏng gió lốc, khiến cho hắn da thịt cấp tốc khô héo nứt ra. Phai màu người là bị thiên đạo vứt bỏ tồn tại, vô pháp hưởng thụ được bất luận cái gì thiên địa phúc phận, bọn hắn nếm không ra thức ăn mùi vị, mưa móc tập tục đối bọn hắn tới nói, so luyện ngục thiên hỏa còn muốn đáng sợ hơn, liền bình thường không khí, bọn hắn hô hấp cũng tựa như là hút vào dung nham, thời thời khắc khắc đều thừa nhận thống khổ to lớn. Thế gian này, chỉ có tỷ thấp nô cứu thục pháp hoàn, có thể cứu vớt phai màu người. Hết thảy phai màu người, nhất định phải có cứu thục pháp hoàn trật tự bảo vệ, mới có thể hành tẩu tại thế, bằng không ánh nắng, không khí, mưa móc, đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Hiện tại, thất vô hòa thượng vì ngăn cản Diệp Thần kiếm, đúng là đem cứu thục pháp hoàn tế ra, xem như tấm chắn cản trước người, nhưng hắn mất đi cứu thục pháp hoàn trật tự bảo hộ, thân thể bại lộ trong không khí. Lập tức lâm vào cực đoan thống khổ, không khí lướt qua da của hắn, như dung nham gió lốc quét qua, da thịt của hắn tại nứt ra. Diệp Thần thấy thất vô hòa thượng không tách ra nứt da thịt, cũng là có thể cảm nhận được đối phương thống khổ, trước đó Sơn Thần phái ra không văn, ám sát Diệp Thần thời điểm, cái kia không văn mất đi cứu thục pháp hoàn bảo hộ về sau, lập tức liền bị ánh nắng không khí dung hóa thành cho tàn, nhưng thất vô hòa thượng rõ ràng so không văn lợi hại rất nhiều. Mặc dù thừa nhận to lớn tra tấn thống khổ,
nhưng còn có thể duy trì thân hình, không có ngã xuống, cũng không có bị dung hóa thành tro tàn. Luân hồi chi chủ, người có thể đem tiểu tăng bước đến tình trạng như thế, chờ một lúc dù có chết, người cũng có thể kiêu ngạo. Thất Vô Hòa Thượng ra mặt co rút lấy, hiển nhiên là tại tiếp nhận thống khổ cực lớn, nhưng hắn cũng không lùi bước, thân thể tựa như núi cao vững vàng đứng thẳng lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất tại ngâm tụng cái gì chú ngữ, tay phải theo trong hư không một túm, một quất, chậm rãi đem một nhánh thật dài đồ vật, theo trong hư không rút ra. Diệp Thần thấy Thất Vô Hòa Thượng rút ra đồ vật, tựa hồ là một nhánh cây sáo, hiển nhiên là pháp bảo gì lợi hại. Lá bài tẩy của ngươi thủ đoạn, liền là triệu hoán pháp bảo. Thật có lỗi, ta không thể cho ngươi triệu hoán cơ hội. Diệp Thần thấy Thất Vô Hòa Thượng rút ra cây sáo, khí tức tựa hồ khá là quái dị, hắn cũng không dám nhường Thất Vô Hòa Thượng đem này cổ quái pháp bảo triệu hoán đi ra, nhất định phải ngăn cản. Tinh không đỉnh, cho ta trấn áp. Diệp Thần vung tay lên. Một tòa thật to đen kịt thâm thúy ba chân cự đỉnh xuất hiện, lập lòe tinh thần hào quang, chính là tinh không đỉnh. Tinh không đỉnh vừa ra, bàng bạc mênh mông tinh không lực lượng, liền chấn động bốn phía, ép phá hư không, nhường chung quanh hư không, cũng lưu động ra từng mảnh nhỏ tinh quang, hoa lệ cực điểm. Trước đây Diệp Thần tu luyện huyền thiên tinh trải quyết, hấp thu đại lượng tinh không linh khí, nhưng tinh không đỉnh cũng là tráng lớn hơn rất nhiều. Tinh không đỉnh vừa ra. Bàng bạc uy áp cuồn cuộn nổ tung, Diệp Thần trực tiếp liền thúc dục tinh không đỉnh, hướng về Thất Vô Hòa Thượng ném tới. Thất Vô Hòa Thượng mặc kệ át chủ bài lợi hại cỡ nào, bản thể tu vi cũng chỉ là cửu đỉnh cảnh trung kỳ mà thôi. Mà lúc này Diệp Thần tinh không đỉnh cường độ, hoàn toàn đủ để đem cửu đỉnh cảnh trung kỳ cường giả đập chết. Hô! Tinh không đỉnh mang ra vô cùng uy áp, quay đầu đánh tới hướng Thất Vô Hòa Thượng. Thất Vô Hòa Thượng không có tránh né. Vẫn là như pho tượng đứng tại chỗ, chỉ thôi động cứu thục pháp hoàn ngăn cản, một bên ngâm tụng chú ngữ, triệu hoán pháp bảo, chậm rãi đem một nhánh cổ quái cây sáo, theo trong hư không rút ra. Diệp Thần tinh không đỉnh, mang theo uy thế kinh khủng, trước tiên nện xuống. Thất Vô Hòa Thượng cứu thục pháp hoàn, căn bản ngăn không được hung mãnh như vậy bá đạo đập lên, cứu thục pháp hoàn bị nện vỡ thành một chút kim quang tán đi, tinh không đỉnh uy thế giảm xuống. Nhưng y nguyên vô cùng khủng bố, đập vào Thất Vô Hòa Thượng trên đầu. Bịch một tiếng, Thất Vô Hòa Thượng bị nện ngã xuống đất, đầu rơi máu chảy, trong miệng cũng là phun ra máu tươi, lập tức bị trọng thương. Chết đi! Diệp Thần tầm mắt hung hãn, lập tức nắm chặt tiểu đạo thiên kiếm, huy kiếm chém giết mà ra. Lúc này Thất Vô Hòa Thượng đã trọng thương ngã xuống đất, nếu như lại chịu Diệp Thần nhất kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ giết chết Thất Vô Hòa Thượng. Diệp Thần dự định trực tiếp thôn phệ hắn linh khí cùng trí nhớ, dạng này hắn là có thể biết, người sau cái gọi là át chủ bài thủ đoạn, đến cùng là cái gì. Thất Vô Đại Sư. Một bên Tô Thiên Sơn, nhìn thấy Thất Vô Hòa Thượng trọng thương ngã xuống đất, cũng là vạn phần lo lắng, nhưng hắn cũng không cách nào đi cứu viện, bởi vì hắn đối mặt Vũ Xà Thần công sát, lúc này cũng là tự thân khó đảm bảo, vô cùng cố hết sức, nếu như không phải thủ hạ có rất nhiều hắc ám tà điện cường giả kết trận chống đỡ. Hắn chỉ sợ sớm đã bị Vũ Xà Thần diệt sát. Mắt thấy Diệp Thần nhất kiếm, liền muốn đem Thất Vô Hòa Thượng đánh chết, đột nhiên, Thất Vô Hòa Thượng giãy giụa lấy giơ tay lên, trong tay lại cầm lấy một nhánh cây sáo, đi ngăn cản Diệp Thần kiếm. Chi này cây sáo, bên ngoài quan sát có chút quái dị, toàn thân là xương cốt rèn đúc, phía trên điêu khắc đầu lâu, xương màu trắng cây sáo bên trên lượn lờ lấy từng sợi khói đen, phảng phất một loại nào đó tà ác pháp khí. Diệp Thần kiếm bổ vào cái kia cốt địch phía trên, răng rắc rung động, cốt địch nứt ra ra từng đầu vết rách, nhưng cũng không có phá toái, thế mà ngăn trở Diệp Thần sắc bén như vậy nhất kiếm. Thậm chí, cốt địch bên trên khói đen khí tức, còn uyển giống như rắn độc, dọc theo Diệp Thần thân kiếm, cắn trả đến cánh tay phải của hắn đi lên. Không tốt! Diệp Thần biến sắc, vội vàng thu kiếm bay ngược, chỉ cảm thấy theo cái kia cốt địch bên trên quấn đi lên khói đen, vô cùng quỷ dị. Mang theo một cỗ kịch liệt ăn mòn ý vị. May mắn lúc này Diệp Thần có tinh không đỉnh thủ hộ, hắn lập tức thôi động tinh không đỉnh, một cỗ cường đại hấp lực theo thân đỉnh truyền ra, liền đem cái kia khói đen hấp thu hết, Diệp Thần không có có bị thương tổn. Mà lúc này Thất Vô Hòa Thượng, đã lung la lung lay ngồi dậy, đem cây sáo đặt vào bên miệng, chuẩn bị thổi. Hình dạng của hắn vô cùng khinh khủng, bởi vì cứu thục pháp hoàn phá toái, hắn mất đi bảo hộ. Không khí như là dung nham gió lốc một dạng ăn mòn da thịt của hắn,
hắn toàn thân làn da mấp mô, đã bị nghiêm trọng đốt bị thương, đầu vừa mới lại lọt vào Diệp Thần tinh không đỉnh trọng kích, xương sọ đều bị nện vỡ, trán nứt ra, có màu trắng óc hỗn hợp có máu tươi, chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Đó có thể thấy được, Thất Vô Hòa Thượng đang đứng ở to lớn đau xót cùng khổ sở bên trong, nhưng nét mặt của hắn thế mà như mặt nước bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì bối rối thống khổ hoặc là hung lệ vẻ mặt, liền chậm rãi đem cây sáo nằm ngang ở bên miệng, chuẩn bị muốn thổi. A, à, là tội nhân địch, luân hồi chi chủ, mau ngăn cản hắn. Một bên Vũ Xà Thần, nhìn thấy Thất Vô Hòa Thượng trong tay cây sáo, lập tức lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi, lớn tiếng quát to, gọi Diệp Thần ra tay đi ngăn cản. Tội nhân địch, đồ vật gì? Diệp Thần lập tức thấy không ổn, đang nghe tội nhân địch ba chữ này thời điểm, hắn thấy toàn bộ luân hồi mộ địa, đều đang chấn động, đều tại cùng tội kia người địch cộng minh lấy. Cỗ này đặc thù cộng minh, nhưng Diệp Thần chấn kinh. Chẳng lẽ, Thất Vô Hòa Thượng trong tay tội nhân địch, thế mà cùng luân hồi mộ địa có quan hệ sao? Cái này sao có thể? Cảm thấy được cỗ này chấn động, liền đạo thiên đế Lạc Phi Thiên, cũng là lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, lẩm bẩm nói, tội nhân bài ca phúng điếu, đúng, tội nhân bài ca phúng điếu. Ta nhớ ra rồi. Diệp Thần dùng mình, tội gì người bài ca phúng điếu? Hắn thấy trước nay chưa có nguy hiểm, nghĩ ra kiếm ngăn cản Thất Vô Hòa Thượng thổi cây sáo, nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng bi thương ủ rột, tràn đầy cổ lão tang thương cùng thương xót tiếng sáo, theo Thất Vô Hòa Thượng tội nhân địch lý chậm rãi chảy xuôi mà ra. Hắn lúc này thân chịu trọng thương, khó mà tái chiến, nhưng muốn thổi lên một nhánh cây sáo, vậy dĩ nhiên không phải việc khó gì. Này thê lương tiếng sáo truyền ra, thiên địa phảng phất lập tức đều yên lặng, chỉ có tiếng sáo đang vang vọng, chính kích liệt đối kháng Vũ Xà Thần cùng Tô Thiên Sơn đám người, toàn bộ ngốc ngốc sững sờ tại chỗ. Không tiếp tục đánh đấu nữa, chỉ nghe tiếng địch kia. Tiếng địch kia liền phảng phất mang theo một cỗ ma lực thần kỳ, để cho người ta nghe xong, liền lâm vào đờ đẫn trạng thái, tinh thần hốt hoảng. Trong tiếng địch, phảng phất mang theo thê lương bi thương ý cảnh, Diệp Thần giống như thấy được mưa phùn dồn dập, thấy được cô thành cỏ cây sâu, thấy được một người cô độc, tại loang lổ dưới cửa thành cô đơn chờ đợi cái gì. Tiếng địch này tràn ngập ra đi, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy từng cái hắc ám tà điện các cường giả, bọn hắn phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn hắn, giống như bị ném vào dung nham bên trong, da thịt triệt để sôi trào nứt ra, từng cái người sống sờ sờ, tại rú thảm dãy rụa thanh âm bên trong, vặn vẹo ngã xuống đất sụp đổ đập tan thành cho tàn. Này sụp đổ một màn, cùng phai màu người sụp đổ quả thực là giống như đúc. Diệp Thần lập tức hít sâu một hơi, liền thấy tiếng địch kia, mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này có khả năng khiến người dị hóa, để cho người ta cởi sạch tất cả chúc phúc, lại cũng không chiếm được thiên địa bất luận cái gì bảo hộ, biến thành một cái phai màu người. Tiếng địch này, bản thân cũng không có có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng lại mang theo dị hóa lực lượng, để cho người ta dị hóa thành một cái phai màu người. Biến thành phai màu người về sau, không khí, ánh nắng, nguồn nước, lá cây, bụi trần, đều là chí mạng đồ vật. Một cái kia cái hắc ám tà điện các cường giả, liền là bị tiếng sáo vặn vẹo dị hóa, biến thành phai màu người, trong cơ thể hết thảy trật tự đột nhiên sụp đổ, cuối cùng bị không khí giết chết. Diệp Thần hô hấp lấy, hắn thấy hô hấp không khí, trở nên vô cùng nóng bỏng, giống như dung nham liệt hỏa một dạng. Hắn chỉ một thoáng tê cả da đầu, biết mình cũng sẽ phải bị dị hóa thành phai màu người, cỗ này dị hóa, một điểm dấu vết đều không có, hắn hoàn toàn không biết mình là làm sao dị hóa. Chỉ cảm thấy hô hấp không khí đột nhiên trở nên nóng bỏng, hắn liền biết không được bình thường. Trên thực tế, không khí không có đổi, là Diệp Thần cảm thụ biến. Phai màu người bi thảm nhất địa phương, liền là bọn hắn giác quan cùng người thường hoàn toàn khác biệt, đối người thường mà nói, bình thường không khí mưa móc, đối bọn hắn tới nói, liền là chí mạng dung nham cùng đao kiếm, hô hấp liền cùng nuốt dung nham, nuốt đao kiếm khó chịu. Nếu như là một trời sinh phai màu người, thiên sinh như thế, loại kia loại tra tấn mặc dù thống khổ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể sống tạm, nhưng nếu như là một người bình thường, đột nhiên dị hóa thành phai màu người, cái kia trật tự sụp đổ, pháp tắc phá diệt, đủ để cho người trong nháy mắt bị không khí nóng chảy thành kiếp cho. Này tội nhân địch, thật là lợi hại, lại muốn đem ta biến thành phai màu người sao? Luân hồi Phật Pháp, cho ta trấn áp. Diệp Thần thấy hô hấp không khí, trở nên dung nham nóng bỏng. Liền biết mình sắp bị dị hóa thành phai màu người,
hắn dĩ nhiên sẽ không nhìn xem một màn này phát sinh, lập tức mở ra luân hồi Phật Pháp, hóa thân luân hồi Phật. Cái gọi là luân hồi Phật Pháp, chính là Diệp Thần luân hồi Pháp, cùng Phật Tổ chân kinh dung hợp, diễn biến ra Pháp môn, đã có luân hồi chân lý, cũng có Phật Pháp chân lý. Hắn một thoáng mở ra luân hồi Phật Pháp, cả người liền biến thành một tôn to lớn vĩ ngạn luân hồi Phật, có vạn trượng cao, toàn thân kim quang sục sôi, lui tránh hết thảy tà ác ăn mòn. Cũng may mắn Diệp Thần đã thành Phật, một thoáng mở ra luân hồi Phật Pháp, bàng bạc mênh mông Phật quang, liền chiếu rọi nghìn vạn dặm, đây không phải cái gì hư ảo Pháp tướng, mà là Diệp Thần thật biến thành một tôn vạn trượng cự Phật, thần thánh rực rỡ, toàn bộ hang động rung động ầm ầm, ngọn núi bị Diệp Thần no bạo, loạn thạch bay tứ tung. Diệp Thần cự Phật thân hình, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất, vừa mới vẫn là tối tăm thế giới dưới lòng đất, lập tức bị vô tận Phật quang nhét đầy, rung động lòng người. Lúc này, Minh Đạo Cung người, đang ở Minh Nguyên Thần Vương dẫn đầu dưới, vây công dùng Ngư Triều Hy cầm đầu một đám Tiêu Diêu đạo tràng bên trong người. Ngư Triều Hy dẫn theo rất nhiều trận pháp sư, gian nan kết trận chống đỡ lấy, đã sắp muốn không chịu đựng nổi. Bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Thần Phật Tương xuất hiện, nàng lập tức rất đỗi kinh ngạc, Minh Đạo Cung đám người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Luân hồi chi chủ, hắn không chết. Ngư Triều Hy ngốc ngốc xuất thần, vừa mới Tô Thiên Sơn cùng Thất Vô Hòa Thượng, đi bắt giết Diệp Thần, nàng coi là Diệp Thần chết chắc, nào nghĩ tới Diệp Thần thế mà không chết, còn bạo phát ra luân hồi Phật kinh thiên khí tượng. Luân hồi Phật khí tượng vừa mở, Diệp Thần liền thấy, không khí chung quanh trở nên bình thường. Không nữa nóng bỏng, hắn không tiếp tục nhận tội nhân địch dị hóa. Thất Vô Hòa Thượng thấy thế, gật đầu nói, không sai, luân hồi chi chủ, ngươi là thế gian đệ nhị tôn Phật, quả nhiên cường hãn. Bất quá, ngươi gãy một cánh tay, đại đạo không được đầy đủ, có sơ hở có thể tìm ra, tiểu tăng liền không khách khí với ngươi. Vừa mới trọng thương Thất Vô Hòa Thượng, tại thổi lên tội nhân địch về sau, phảng phất đạt được cái gì chúc phúc, trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều. Tại nhìn thấy Diệp Thần biến thân luân hồi Phật, hắn tiếng sáo thoáng một trầu, lại nhạy cảm bắt được, Diệp Thần vĩ ngạn Phật thân thể, tồn tại sơ hở. Mặc dù đã hóa thân thánh Phật, Diệp Thần cánh tay trái vẫn là đoạn, trật tự tồn tại sơ hở. Ô ô ô, Thất Vô Hòa Thượng lần này là đứng dậy, lần nữa thổi lên tội nhân địch. Cái kia ô yết bi thương tiếng sáo, lần nữa chảy xuôi mà ra, mang theo một cỗ tội nhân uy áp, muốn đem người dị hóa thành một cái tội nhân. Một cái phai màu người. Diệp Thần nghe được tiếng địch này, nhưng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, cũng không có bất kỳ cái gì dị hóa dấu hiệu, lạnh lùng nói, Thất Vô Hòa Thượng, tội nhân của ngươi địch, có thể không phá được ta luân hồi Phật kim thân. Thất Vô Hòa Thượng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ tiếp tục thổi. Tiếng sáo truyền ra, vũ xà thần oa oa kêu to, từng mảnh lân phiến lại đang nhanh chóng chóc từng mảng lấy, nó phảng phất cũng muốn biến thành một cái phai màu người. Muốn bị không khí nóng chảy giết chết. Đáng chết, này tội nhân bài ca phúng điếu, thế mà lợi hại như vậy. A a a, ta có thể không chống nổi, luân hồi chi chủ, cứu mạng cứu mạng. Vũ xà thần kêu to, vội vàng bay đến Diệp Thần bên người, tại Diệp Thần luân hồi Phật quang che chở cho, mới ngăn cản được tội nhân tiếng sáo trùng kích. Cái kia hắc ám tà điện trưởng lão Tô Thiên Sơn, cũng là vạn phần hoảng sợ, tại tội nhân tiếng sáo trùng kích vào. Hắn cũng muốn dị biến thành phai màu người, tóc từng sợi chóc từng mảng, kinh khủng phía dưới, hắn lại cũng cuống quýt chạy đến Diệp Thần bên người, tìm kiếm Phật quang bảo hộ. Lúc này dưới tay hắn hắc ám tà điện các đệ tử, đã toàn bộ chết rồi, đầu tiên là bị Thất Vô Hòa Thượng tội nhân tiếng sáo, dị hóa thành phai màu người, thể xác tinh thần trật tự sụp đổ về sau, liền bị không khí dung hóa thành kiếp cho. Tội kia người tiếng sáo đáng sợ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ chỉ có thiên đế cấp bậc cường giả, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một thoáng, thiên đế trở xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó trách Thất Vô Hòa Thượng dám nói, thiên đế phía dưới hắn vô địch, nguyên lai lá bài tẩy của hắn thủ đoạn, thế mà khủng bố như vậy. Lúc này chỉ có Diệp Thần cái này luân hồi Phật, còn có thể chống lại ngăn cản. Diệp Thần nhìn thấy Tô Thiên Sơn cái này thần vương, đều tới tìm cầu chính mình bảo hộ, âm thầm buồn cười, nói, lão gia hỏa. Ngươi chạy tới bên cạnh ta làm cái gì? Tô Thiên Sơn ngẩn ngơ, Diệp Thần không đợi hắn phản ứng lại, trực tiếp luân hồi Phật một trưởng vỗ dưới, liền đem hắn đánh thành thịt vụn. Vừa mới Tô Thiên Sơn tại vũ xà thần áp chế dưới, linh khí đã khô kiệt, lại nhận tội nhân tiếng sáo trùng kích, đã gần như sụp đổ,
cho nên liền Diệp Thần một trưởng cũng đỡ không nổi. Diệp Thần đánh giết Tô Thiên Sơn, lại vận chuyển luân hồi pháp đưa hắn khí huyết cùng trí nhớ thôn phệ hết, đại lượng trí nhớ tràn vào Diệp Thần trong đầu, khắc sâu nhất liền là hắc ám tà điện thuật pháp thần thông, đều là hắc ám ma quân sáng tạo, cùng hắc ám thuộc tính có quan hệ, đều là tà pháp. Hư vô quỷ ảnh thuật, ác linh nguyền rủa, đoạn tội âm nha, hắc ma siêu hồn pháp, huyết nha che trời các loại. Nhưng ở Tô Thiên Sơn trong trí nhớ, cũng không có cái gì tội nhân địch cùng tội nhân bài ca phúng điếu tồn tại. Tô Thiên Sơn là thần vương, lại là sử thần tộc cao tầng cường giả, không biết sống nhiều ít cái kỷ nguyên, liền hắn cũng không biết tội nhân địch cùng tội nhân bài ca phúng điếu bí mật, rõ ràng này tội nhân địch thần bí. Diệp Thần sầm mặt lại, một trưởng Phật quang nổ tung, hướng về Thất Vô Hòa Thượng cuồng đập mà đi. Nhưng lúc này Thất Vô Hòa Thượng, tấu vang tội nhân địch phía dưới. Quanh thân như có một cỗ đặc thù chúc phúc khí chàng thủ hộ, Diệp Thần một trưởng vỗ dưới, thế mà vô pháp tổn thương đến hắn, lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng đưa bàn tay bắn ngược ra ngoài. A, à, này tội nhân địch, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần triệt để chấn động. Liền nghe tội nhân địch tiếng sáo, khuếch tán ra, bên kia Minh Đạo Cung Minh Uyên Thần Vương, còn có Ngư Triều Hy đám người, nghe được tiếng sáo về sau, đều là choáng váng. Minh Uyên Thần Vương thủ hạ, có Minh Đạo Cung đệ tử, lọt vào tiếng sáo trùng kích, lập tức dị hóa thành phai màu người, trong không khí dung hóa thành cho tàn. Nhanh lên, trốn đến Đạo Thiên Sơn Hà Lô phía dưới đi. Minh Uyên Thần Vương kinh hãi, vội vàng mang theo thủ hạ đệ tử, toàn bộ rút lui hồi trở lại Minh Đạo Cung Sơn Môn, mượn Đạo Thiên Sơn Hà Lô bảo hộ, ngăn cản cái kia quỷ dị tiếng sáo trùng kích. Ngư Triều Hy bên này, từng cái trận pháp sư vội vàng bày trận ngăn cản. Nhưng tội nhân tiếng sáo từng tia từng sợi, lợi dụng tất cả mọi dịp, bọn hắn chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Ngư Triều Hy hét lớn, Thất Vô Đại Sư, ngươi là chúng ta mời tới, ngươi ngay cả ta cũng muốn giết. Các ngươi phần tịch Linh Sơn, chẳng lẽ muốn bội bạc? Thất Vô Hòa Thượng đang thổi lấy tội nhân địch, tiếng sáo không ngừng, dùng linh hồn chấn động không khí, phát ra tiếng nói. Thật có lỗi, Ngư Tiểu Thư, kém chút lầm đả thương ngươi nhóm. Các ngươi chỉ cần ở trong lòng đọc thầm tỳ thấp nô lớn tên Thiên Tôn, liền có thủ hộ, sẽ không lại thụ thương. Chờ ta trước hết giết luân hồi chi chủ, sẽ giúp ngươi tiêu diệt Minh Đạo Cung, đoạt lại Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Nghe vậy, Ngư Triều Hy lập tức đọc thầm tỳ thấp nô danh hiệu, quả nhiên liền thấy sảng khoái tinh thần, tại đi nghe tiếng địch kia, mặc dù vẫn như cũ bi thương thê lương, nhưng nàng cùng dưới tay nàng trận pháp sư, đã sẽ không lại bị dị hóa. Diệp Thần cùng Vũ Xà Thần nghe nói như thế, cũng là theo bản năng đọc thầm tỳ thấp nô danh hiệu, nhưng không có chút nào tác dụng, tiếng sáo trùng kích y nguyên mãnh liệt, xuyên thấu đạo tâm, nếu như không phải Diệp Thần mở ra luân hồi Phật Kim Thân chống lại, hắn cùng Vũ Xà Thần chỉ sợ đều muốn dị hóa thành phai màu người. Thất Vô Hòa Thượng lạnh lùng lạnh lườm Diệp Thần liếc mắt, nói các ngươi không xứng đáng đến cứu rỗi. Diệp Thần khẽ cắn môi, nói cái gì cứu rỗi, này tội nhân địch, rốt cuộc là thứ gì? Trước mắt hắn dựa vào lấy luân hồi Phật Kim Thân, mặc dù tạm thời không có bị thương tổn, nhưng luân hồi Phật Kim Thân trạng thái, hắn cũng không cách nào thời gian dài duy trì, một khi sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Này tội nhân địch, quá kinh khủng, cũng quá quỷ dị, vậy mà có thể đem một cái bình thường người, dị hóa thành một cái phai màu người. Tội nhân địch, là giữa đất trời, thứ nhất phai màu người chế tạo cây sáo. Ta không nghĩ tới, cái này con lừa chọc. Thế mà có thể triệu hoán tội nhân địch. Vũ Xà Thần tựa hồ là biết bí mật gì, lớn tiếng hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần cau mày nói, thứ nhất phai màu người. Vũ Xà Thần nói, a, đúng vậy, không sai. Thiên địa ban đầu phai màu người, hắn tên gọi Đoạn Ly Ca, cũng là đã từng phần tịch Linh Sơn cao nhất sát thủ. Diệp Thần cả kinh nói, cao nhất sát thủ. Vũ Xà Thần cười hắc hắc một thoáng, nói, không sai. Cái kia Đoạn Ly Ca có thể là rất lợi hại, hắn đỉnh phong thời điểm thực lực, nếu như muốn giết ta, trong nháy mắt đã đủ. Trong thanh âm tràn ngập kiêng kỵ. Diệp Thần nói, cái gì? Hắn biết Vũ Xà Thần lợi hại, Vũ Xà Thần là tinh không bỉ ngạn bên trên đại hung, lại là Lạc Thần Thương Thiên Lạc Nguyệt dưới trướng tùy tùng, nó dưới trạng thái toàn thịnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, nó lại nói cái kia cao nhất sát thủ, cái kia Đoạn Ly Ca, trong nháy mắt là có thể giết chết hắn. Cái kia Đoạn Ly Ca lợi hại, có thể nghĩ. Mộ chủ, ta cuối cùng cũng nhớ ra rồi, cái kia Đoạn Ly Ca,
hoàn toàn chính xác liền là cao nhất sát thủ. Đã từng săn giết vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả người, cũng là hắn. Đạo thiên đế Lạc Phi Thiên thanh âm, lúc này cũng truyền đến Diệp Thần tâm bên trong. Vũ xà thần, thất vô hòa thượng trong tay tội nhân địch, còn có tại trong hư không không ngừng quanh quẩn bài ca phúng điếu khúc âm thanh, đủ loại dấu vết, nhưng ngày xưa bị xóa đi thiên cơ nhân quả, một lần nữa nổi lên, Lạc Phi Thiên cũng nhớ lại đoạn ly ca sự tình. Chỉ nghe vũ xà thần còn nói thêm, đoạn ly ca năm đó đắc tội một người, bất đắc dĩ chặt đứt thiên cơ, xóa đi mình tại thế gian hết thảy dấu vết, dùng cái này tránh họa. Bất quá không không thời không dấu vết, hắn có khả năng xóa đi, tinh không phía trên quỹ tích, hắn lại xóa không mất, cho nên ta còn nhớ rõ tên của hắn. Nói đến đây, vũ xà thần tầm mắt nhìn chằm chằm thất vô hòa thượng trong tay tội nhân địch, này con lừa chọc có thể triệu hoán đoạn ly ca cây sáo, còn có thể tấu vang bài ca phúng điếu khúc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi chi chủ, người nhanh nghĩ biện pháp giết hắn, bằng không tội nhân bài ca phúng điếu một khúc kết thúc, người này luân hồi Phật kim thân, đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. Nó tầm mắt cùng trong giọng nói, đối cái kia tội nhân bài ca phúng điếu vô cùng e dè, lại dẫn e ngại, không dám có chút khinh thị. Diệp thần nói, này tội nhân bài ca phúng điếu, có lợi hại như vậy. Vũ xà thần nói, dĩ nhiên, đoạn ly ca chế tạo tội nhân địch, viết lên bài ca phúng điếu khúc, là muốn dùng một khúc tội nhân bài ca phúng điếu, vang vọng thiên hạ, khiến cho thế gian người người đều giống như hắn, sa đọa thành một cái phai màu người, chính hắn chịu khổ, cũng muốn đem thế nhân cùng một chỗ kéo xuống thâm uyên, muốn làm người trong thiên hạ đều biến thành tội nhân. Nghe vậy, Diệp thần tâm đầu chấn động, phảng phất tại từ nơi sâu xa, bắt được đoạn ly ca mãnh liệt oán niệm. Đã từng, đoạn ly ca săn giết thế gian vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả, đạt được vũ trụ mệnh cách quyền hành, nhưng mình lại không luyện hóa, mà là ban cho thủ hạ thiên tự số thứ 3 sát thủ kinh vô mệnh. Diệp thần bắt thiên cơ, trực tiếp liền đã nhìn ra, là đoạn ly ca sa đọa quá lợi hại, chính mình không thể dung hợp vũ trụ mệnh cách, chỉ có thể ban cho cấp dưới. Làm thế gian đệ nhất cái phai màu người, đoạn ly ca thừa nhận tra tấn khổ sở, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, mặt khác phai màu người, tại cứu thục pháp hoàn che chở cho, có thể được cứu rỗi, như người bình thường sinh hoạt. Nhưng đoạn ly ca, hắn vô pháp đạt được cứu rỗi, liền tì thấp nô cứu thục pháp hoàn, đều sắn cứu không được hắn, hắn vẫn luôn sống ở thống khổ to lớn bên trong. Lúc này thất vô hòa thượng thổi tội nhân bài ca phúng điếu, đang ẩn chứa đoạn ly ca năm đó mãnh liệt oán niệm, hắn thống khổ, liền muốn nhường người trong thiên hạ đều thống khổ, hắn chịu tra tấn, liền muốn nhường người trong thiên hạ đều rơi vào thâm uyên. Hắn là phai màu người, là bị thiên đạo vứt bỏ tồn tại, hắn liền muốn để cho người ta người đều giống như hắn, rút đi hết thảy chúc phúc màu sắc, triệt để sa đọa thành thiên khí chi tử. Diệp thần nghe thất vô hòa thượng tiếng sáo, càng nghe càng khó chịu, hắn luân hồi Phật kim thân, đều có chút ngăn cản không nổi, không khí lướt qua kim thân làn da, hắn cảm nhận được một hồi phỏng. Luân hồi Phật kim thân giống như muốn bị nóng chảy, toàn thân lăn nóng hổi. Hỏng bét, hỏng bét, luân hồi chi chủ, người luân hồi Phật kim thân không ngăn được. Người muốn sa đọa thành phai màu người, mau giết cái kia con lừa chọc a. Vũ xà thần kêu to lên, thật sâu chấn động cùng kinh hãi. Nếu là Diệp thần sa đọa, nó sợ là cũng không thể tự vệ. Diệp thần sầm mặt lại, lúc này thất vô hòa thượng cầm trong tay tội nhân địch, từ nơi sâu xa. Liền có một cỗ đặc thù chúc phúc. Cỗ này chúc phúc, đến từ đoạn ly ca, đến từ phần tịch linh sơn, hình thành thủ hộ, 10 điểm cường hãn. Diệp thần nghĩ đột phá thất vô hòa thượng phòng hộ, đưa hắn đánh giết, không thể nghi ngờ là vô cùng chật vật sự tình. Lạc Phi Thiên kêu lên, mộ chủ, dùng ta một chiêu kia, toàn lực ứng phó, có thể bại địch. Diệp thần tâm bên trong khẽ động, nếu là thi triển Lạc Phi Thiên tuyệt chiêu kia, tinh bạo khí lưu trảm. Hoàn toàn chính xác có cơ hội phá giết một cắt, chém giết thất vô hòa thượng. Nhưng, toàn lực thi triển tinh bạo khí lưu trảm, Diệp thần nếu là hao hết lực lượng, đằng sau xuất hiện biến cố gì, liền khó đối phó. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, đạo tâm muốn thuần túy, không thể có tạp niệm cố kỵ. Tinh bạo khí lưu trảm, nhất định phải toàn lực bùng nổ, thuần túy vô niệm, mới có thể thành công. Lạc Phi Thiên lời này, cũng là đề tỉnh Diệp thần. Phải. Toàn lực ứng phó, không để lối thoát. Diệp thần tầm mắt đột nhiên lăng lệ, đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, đằng sau có thể sẽ phát sinh biến cố, đằng sau lại nói, trước mắt hắn cần làm, liền là đánh giết thất vô hòa thượng.
Hít sâu một hơi, Diệp Thần nắm chặt tiểu đạo thiên kiếm, nhanh chân bước ra, toàn thân linh khí đều hội tụ tại trong thân kiếm, lại vận chuyển huyền thiên tinh chảy quyết, cuồn cuộn tinh quang tại thân kiếm nổi lên động, tinh bạo khí lưu trảm kiếm thế đang nổi lên, hắn trụ quang huyết mạch, thái vũ huyết mạch, các loại thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc năng lượng, cũng toàn bộ chút xuống đến tiểu đạo thiên kiếm bên trong, thật đang toàn lực ứng phó, không để lối thoát. Thất Vô Hòa Thượng nhìn thấy một màn này, trong mắt lướt qua một vệt ngưng trọng, tiếng sáo đột nhiên trở nên dồn dập lên, bi thương tang thương thê thảm ý cảnh còn như thực chất, không ngừng trùng kích tâm thần của người ta. Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, ngăn trở tiếng địch kia trùng kích, nhưng tội nhân bài ca phúng điếu chỗ đáng sợ, liền là tại người trong lúc bất trí bất giác, đem người dị hóa thành một cái tội nhân, một cái phai màu người, Diệp Thần lúc này đã có chút bị dị hóa, hô hấp không khí trở nên vô cùng nóng bỏng, gió thổi qua da của hắn, hắn thấy vô cùng nóng bỏng, lại tiếp tục như thế, hắn rất có thể muốn bị nóng chảy thành một đống cho tàn. Nhất kiếm đoạn tội, tinh bạo khí lưu trảm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên hét to, Diệp Thần kiếm thế ấp ủ hoàn thành, tinh bạo khí lưu trảm ngang tàng trảm ra, một đạo ẩn chứa thuần túy nổ tung khí tức, phong mang tất lộ, như ngân hà minh mông sáng chói kiếm khí, mang theo bẻ gãy nghiền nát xỏ xuyên qua sơn hà bạo diệt càn khôn hung mãnh uy thế, húc đầu che mặt ngó về phía Thất Vô Hòa Thượng chém giết mà đi. Đây là Diệp Thần từ lúc chào đời tới nay thuần túy nhất nhất kiếm, chỉ có thuần túy nổ tung kiếm khí, như muốn chém bạo tinh không hoàn vũ, rộng rãi vô lượng, cuồn cuộn hùng vĩ, toàn bộ thế giới ngầm đều oanh long long vang động, nơi này địa mạch phảng phất muốn không chịu nổi Diệp Thần kiếm khí uy áp, thiên băng địa liệt. Từng khối loạn thạch rơi xuống tại Minh Đạo Cung sơn môn, Minh Đạo Cung rất nhiều võ giả, mắt thấy một kiếm này, tất cả đều quá sợ hãi. Minh Nguyên Thần Vương hoảng hốt, hoảng sợ nói, tinh bạo khí lưu trảm. Đạo Thiên Đế sư tổ kiếm pháp, làm sao có thể? Lại có người cả kinh kêu lên, luân hồi chi chủ thế mà sẽ một chiêu này, chẳng lẽ hắn là sư tổ truyền nhân? Lại có người cả kinh nói, ngươi nhìn hắn kiếm, đang ẩn chứa tổ sư gia văn minh chi kiếm đại trật tự a. Ngư Triều Hy cùng rất nhiều tiêu diêu đạo tràng trận pháp sư nhóm, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần một kiếm này. Bọn hắn tự nhiên cũng biết tinh bạo khí lưu trảm lợi hại, lần này Diệp Thần toàn lực hành động, tựa như đạo thiên đế đích thân tới, bá khí vô biên, như là một tôn bạo diệt tinh không kiếm thần, lăng lệ vô địch. Liên Vũ Xà Thần, cũng là theo bản năng lui về sau đi, kinh hãi nhìn xem Diệp Thần, giống như sợ bị Diệp Thần kiếm khí ngộ thương. Tại rất nhiều kinh ngạc rung động trong ánh mắt, Diệp Thần cái kia bá đạo thuần túy kiếm khí, chính là vô cùng bạo ngược chém về phía Thất Vô Hòa Thượng. Răng rắc, Thất Vô Hòa Thượng quanh thân, từng tầng một thủ hộ chúc phúc vô hình tường khí sụp đổ, lại có tội người bài ca phúng điếu âm phủ sáng tắt lấp lánh, sau đó lại đập tan, hoàn toàn ngăn không được Diệp Thần kiếm khí phong mang. Một kiếm này, không. Thất Vô Hòa Thượng hai mắt gắt gao trừng lớn, hoàn toàn không thể tin được. Diệp Thần có thể bộc phát ra hung mãnh như vậy kiếm khí. Hắn giơ lên tội nhân địch mong muốn đón đỡ, nhưng căn bản vô dụng, Diệp Thần toàn lực thi triển thủ đoạn phía dưới, một chiêu này tinh bạo khí lưu trảm thật là đáng sợ, căn bản không phải cửu đỉnh cảnh tồn tại có thể ngăn cản. Xoẹt! Diệp Thần kiếm khí như hồng, tại chỗ liền đem Thất Vô Hòa Thượng chém ngang lưng, máu tươi nội tạng phun tung tóe, người sau tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, trong tay tội nhân địch lại cạch một tiếng rớt xuống đất. Sau đó vỡ vụn thành một chút lưu huỳnh hào quang. Nguyên lai Thất Vô Hòa Thượng này tội nhân địch, cũng không phải là pháp bảo bản thể, mà là một luồng năng lượng biến thành. Chẳng qua là tội nhân địch phân hóa, uy năng liền lợi hại như thế, kém chút đem Diệp Thần đều dị hóa thành phai màu người, vậy chân chính tội nhân địch bản thể, lại sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Diệp Thần nhìn xem cái kia lưu huỳnh tán đi hào quang, nội tâm cũng là vô cùng e dè. Này tội nhân địch, thực sự thật là đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Ly kỳ hơn chính là, tội nhân địch cùng luân hồi mộ địa ở giữa, tựa hồ tồn tại đặc thù cộng minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ, chỉ cảm thấy tội nhân địch cùng luân hồi mộ địa, rất có thể từ nơi sâu xa, tồn tại một vệt vi diệu liên hệ, chẳng qua là hắn tạm thời vô pháp nhìn thấy nhìn rõ mà thôi. Thất Vô Hòa Thượng bị chém ngang lưng, đã là triệt để chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần tinh bạo khí lưu trảm, lực sát thương phong mang cực kỳ lăng lệ đáng sợ, hắn tất cả thời gian đường đều đoạn diệt, không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng. Hắn bị chém nứt hai đoạn thi thể, tại không khí bao phủ xuống, rất nhanh dung hóa thành cho tàn,
phai màu người là bị thiên đạo vứt bỏ cô nhi, bọn hắn một khi chết đi, liền thi thể đều khó có khả năng lưu tại trong thiên địa, thể xác tinh thần mệnh hồn chỉ có biến thành kiếp cho xuống tràng. Thất vô hòa thượng dù chết, nhưng hắn mang cho Diệp Thần rung động, lại là phi thường khắc sâu. Thất vô hòa thượng chẳng qua là huyền tự đệ nhị hào sát thủ, tại phần tịch Linh Sơn, còn có địa tự hào, thiên tự hào sát thủ. Thiên tự hào sát thủ mạnh mẽ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vị kia cao nhất sát thủ chí tôn Đoạn Ly Ca, sự cường đại của hắn, cường đại đến đủ để chỉ trong nháy mắt diệt sát Vũ Xà Thần, Diệp Thần nghĩ đến nếu như mình tương lai đối mặt hắn, đối mặt tội nhân của hắn bài ca phúng điếu, lại như thế nào ngăn cản. Ong ong! Bất quá lúc này, Diệp Thần vô pháp mảnh suy nghĩ nhiều quá. Toàn lực thi triển ra tinh bạo khí lưu trảm về sau, Diệp Thần thấy thân thể bị rút sạch, linh khí đã triệt để khô kiệt, đầu ông ông tác hưởng. Một bên Vũ Xà Thần, lại không chú ý tới Diệp Thần mặt trái trạng thái, nó nhìn thấy thất vô hòa thượng chết rồi, hưng phấn đến cười lên ha hả, nói. Tốt, rất tốt, luân hồi chi chủ, người quả nhiên vô địch a, thế mà có thể phá mất tội nhân bài ca phúng điếu, khó lường, khó lường. Dừng một chút, lại nói, ai, ta phải đi, ta đã tại đây bên trong lưu lại rất lâu, lại không đi, thiên phạt muốn buông xuống. Rất xin lỗi, lần này ta buông xuống, không giúp được ngươi cái gì, ta không nghĩ tới sẽ có phần tịch Linh Sơn sát thủ tại đây bên trong, tỳ thấp nô pháp tướng cùng tội nhân bài ca phúng điếu đối ta áp chế quá lớn. Trước khi đi, ta chỉ có thể nói cho ngươi một cái bí mật, năm đó Đoạn Ly Ca hại người sợ, gọi thiên tổ, truyền thuyết là thế giới bên ngoài cường giả, ta luôn cảm giác, cái này thiên tổ, cùng ngươi có quan hệ lớn lao, hy vọng tình báo này, đối ngươi có ích. Nói xong, Vũ Xà Thần thân thể, liền ẩn trốn vào hư không bên trong, triệt để biến mất không thấy. Nó dù sao cũng là tinh không bỉ ngạn bên trên tồn tại, nó không thể tại không không lúc nào không lưu lại quá lâu, bằng không tại thiên đạo quy tắc áp chế dưới, nó phải bị thiên phạt, hậu quả khó mà lường được. Thiên tổ. Diệp Thần nghe Vũ Xà Thần nói tới tên, lập tức có chút hốt hoảng. Thiên tổ nhị chữ, thật giống như một đạo sấm sét, tại Diệp Thần trong đầu nổ vang, thậm chí phảng phất tại luân hồi trong mộ địa nổ vang, làm cho toàn bộ luân hồi mộ địa, đều triệt để rung chuyển lên, bùng nổ vô tận gợn sóng gió lốc. Diệp Thần rất là kinh ngạc, âm thầm hướng Lạc Phi Thiên hỏi, tiền bối, người nghe qua thiên tổ sao? Lạc Phi Thiên cũng là ngẩn ngơ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh khủng biểu lộ, nói thiên tổ. Chấm, cái này, này tựa hồ cùng luân hồi mộ địa có đặc thù nào đó liên quan. Chẳng lẽ là đại năng, vẫn là nói là chế tạo người, cũng hoặc là mặt khác. Cái gì? Diệp Thần cơ hồ không thể tin vào tai của mình, hắn có thể dự cảm đến thiên tổ lợi hại đến cao nhất sát thủ Đoạn Ly Ca, tại đắc tội hắn về sau, đều không dám trả thù, chỉ có thể chặt đứt thiên cơ, ẩn nấp tự thân, ẩn núp tránh họa, nhưng hắn không nghĩ tới, thiên tổ lại có thể sẽ là luân hồi mộ địa chế tạo người. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng thực khủng bố. Luân hồi mộ địa, có thể là nói là Diệp Thần tối trung cực lá bài tẩy, theo Hoa Hạ một mực làm bạn hắn đến bây giờ, hắn cũng một mực rất tò mò, đến cùng là ai, chế tạo ra luân hồi mộ địa vĩ đại như vậy kỳ quan. Hiện tại Lạc Phi Thiên lại nói, chế tạo luân hồi mộ địa người, kỳ danh là Thiên Tổ, còn cùng mình có liên quan nào đó. Này luân hồi mộ địa sau lưng chân tướng, thấp thoáng hiện lên ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lạc Phi Thiên trong mắt y nguyên mang theo sợ hãi thật sâu, lắc lắc đầu nói, liên quan tới thiên tổ, ta không thể nói quá nhiều, mà lại thiên tổ bí mật, ta cũng biết đến không nhiều, chỉ là ta tàn hồn về nhập luân hồi mộ địa về sau, mơ hồ trong đó nhìn thấy tòa lăng mộ này sau lưng chế tạo người, là thế giới bên ngoài cường giả, ta liền ngưỡng vọng đều không có tư cách. Diệp Thần lẩm bẩm nói, thế giới bên ngoài cường giả sao? Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy a, thế giới bên ngoài cường giả, liền là không nhận thiên đạo quản thúc, nhảy ra vạn giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành nhân vật, cũng chỉ có loại này cường giả, mới có thể chế tạo ra luân hồi mộ địa. Diệp Thần luân hồi mộ địa, vô cùng đặc cả thù, mặc kệ địch người cường đại cỡ nào, đều suy tính không ra bất kỳ luân hồi mộ địa thiên cơ. Đây thật ra là vô cùng chuyện bất khả tư nghị, bởi vì chư thiên vạn giới, hết thảy phát sinh qua sự tình. Đều sẽ chiếu rọi vào thiên đạo bên trong, cường giả chỉ muốn tính toán thiên cơ, chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể biết thiên sự tình. Nhưng cho dù là cấp cao nhất cường giả,
Đại Chủ Tể, Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế các loại, cũng không biết Diệp Thần nắm giữ một cái luân hồi mộ địa, cũng nhìn trộm không đến bất luận cái gì thiên cơ dấu vết. Đây là phi thường chuyện kỳ quái, giải thích duy nhất, liền là thiên đạo bên trong, cũng không có thu vào luân hồi mộ địa thiên cơ dấu vết. Luân hồi mộ địa, là thế giới bên ngoài cường giả chế tạo, cho nên không bị thiên đạo thu vào, tại thiên đạo bên trong không tồn tại bất cứ dấu vết gì, bất kỳ người nào đều không thể suy tính. Diệp Thần biết một chút luân hồi mộ địa chân tướng, rất là hưng phấn, nói, vị kia thiên tổ, lợi hại như vậy, lại không biết bây giờ người ở phương nào. Luân hồi mộ địa sau lưng chế tạo người, mạnh mẽ như thế tồn tại, liền cao nhất sát thủ đoạn Ly Ca, đều muốn e ngại tồn tại, Diệp Thần đương nhiên muốn tự mình nhìn một chút. Lạc Phi Thiên lắc lắc đầu nói, mộ chủ, nói thật, bây giờ ngươi, khả năng còn chưa có tư cách đi gặp thiên tổ, ngươi chẳng qua là thiên nguyên cảnh 4 tầng, thiên tổ pháp tướng một tia uy áp, sợ là đều có thể đưa ngươi ép chết rồi. Diệp Thần tâm nghĩ cũng thế, liền gật gật đầu. Lạc Phi Thiên nói, nhanh đi cầm lại đạo Thiên Sơn Hà Lô, ngươi bây giờ linh khí khô kiệt, cũng chỉ có đạo Thiên Sơn Hà Lô có thể để ngươi cấp tốc khôi phục, bằng không hắc ám ma quân buông xuống, ngươi có thể ngăn cản không nổi. Nghe vậy, Diệp Thần tâm bên trong run lên, hắn giết chết Tô Thiên Sơn, giết chết Thất Vô Hòa Thượng, nhưng uy hiếp lớn nhất còn không có giải trừ, sau lưng hắc ám ma quân, trước mắt còn không có hiện thân. Hắc ám ma quân có thể là thiên đế, Diệp Thần muốn cùng hắn đối kháng lời, chỉ có dựa vào đạo Thiên Sơn Hà Lô. Ngay sau đó, Diệp Thần hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục điểm tinh thần, dẫn theo kiếm, lê bước chân nặng nề, hướng về Minh Đạo Cung Sơn Môn đi đến. Vừa mới nhất kiếm tinh bạo khí lưu trảm, đã đem lực lượng của hắn toàn bộ rút sạch. Nhìn xem Diệp Thần từng bước đi tới, Ngư Triều Hy cùng một đám trận pháp sư kinh hãi, tránh ra một con đường. Minh Đạo Cung Sơn Môn bên kia, thì là người người kinh ngạc chớ định, vừa mới Diệp Thần nhất kiếm lăng lệ hung mãnh, triệt để đem bọn hắn kinh hãi. Diệp Thần cầm trong tay tiểu đạo thiên kiếm giơ lên đỉnh đầu, lớn tiếng kêu lên, ta chính là đạo thiên đế truyền nhân, về sau liền để ta tới chấp trưởng đạo Thiên Sơn Hà Lô, ta thay các ngươi diệt sát hắc ám ma quân, đoạt lại gia viên. Minh Đạo Cung đám người nghe, đều là chấn động, bọn hắn một mực sợ hãi tại thế giới dưới mặt đất, trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, nằm mộng cũng muốn phản công hắc ám tà điện, diệt sát hắc ám ma quân, đoạt lại gia viên, một lần nữa trở lại vọng hồ đạo tràng bên trong. Nhưng hắc ám ma quân thế lớn, bọn hắn lại không phải địch thủ, hiện tại Diệp Thần nói có khả năng dẫn đầu bọn hắn, chiến thắng hắc ám ma quân, lập tức liền để đến không ít Minh Đạo Cung đệ tử, đều là máu nóng sôi trào. Diệp Thần trong tay tiểu đạo thiên kiếm, đúc nóng đạo thiên đế ngày xưa văn minh chi kiếm, hắn vừa mới thi triển tinh bạo khí lưu trảm, cũng là đạo thiên đế duy nhất tuyệt chiêu, hắn đều có thể nắm giữ, không hề nghi ngờ liền là đạo thiên đế truyền nhân, mà lại là chân truyền. Ở đây cũng không có người hoài nghi, nhưng ở Diệp Thần đi vào Minh Đạo Cung Sơn Môn cung dưới tường, cung chủ Minh Nguyên Thần Vương lớn tiếng kêu lên, chậm đã. Diệp Thần nói, làm sao? Minh Nguyên Thần Vương trong mắt lướt qua một vệt che lấp, nói, ngươi cùng Tiêu Diêu đạo tràng giao hảo, đúng hay không? Nghe được vấn đề này, Diệp Thần tầm mắt lập tức chìm xuống. Bởi vì hắn biết, Minh Đạo Cung chịu hắc ám ma quân tà túy ảnh hưởng, đối Tiêu Giao đại đế hiểu lầm cực sâu, tràn ngập cừu hận, nếu là hắn nói cùng Tiêu Diêu đạo tràng giao hảo, chỉ sợ những người này trong nháy mắt tự trở nên điên cuồng. Lạc Phi Thiên mắng to, đám này vật không thành khí, thật bị hắc ám ma quân tà túy vào não. Mộ chủ, xem ra vẫn là muốn ta tự mình hiển linh a. Mộ chủ, người niệm tụng thiên đạo vô thường, duy ngã độc tôn bát tự, triệu hoán đạo Thiên Sơn Hà Lô xuống tới, ta tự mình hiển linh, giáo huấn một chút đám này bất tiếu tử tôn. Lạc Phi Thiên là thật sự nổi giận, chỉ muốn đối Minh Nguyên Thần Vương đám người chặt chẽ trừng trị, bất quá hắn không tiện trực tiếp hiển linh, cần dựa vào đạo Thiên Sơn Hà Lô, mới có thể tránh đi thiên phạt. Thiên đạo vô thường, duy ngã độc tôn bát tự, chính là triệu hoán đạo Thiên Sơn Hà Lô chú ngữ. Cái kia đạo Thiên Sơn Hà Lô, ngay tại Diệp Thần đỉnh đầu trên không trung, đang lơ lửng, oanh long long bắn ra thần quang, lại có từng đầu xích sắt hoành không xuyên qua buộc chặt, đem Sơn Hà Lô cố định trên không trung, nhưng chỉ cần Diệp Thần niệm chú, đạo Thiên Sơn Hà Lô liền có thể đột phá hết thảy phong tỏa, hạ xuống trong tay hắn. Nhưng mà Diệp Thần còn không có niệm chú, Minh Nguyên Thần Vương liền lớn tiếng nói, người yên lặng không đáp, liền là âm thầm cùng Tiêu Diêu đạo tràng cấu kết với nhau làm việc xấu, đúng hay không?
Diệp Thần bị chọc giận quá mà cười lên, nói cái gì cấu kết với nhau làm việc xấu. Minh Nguyên Thần Vương chỉ xa xa Ngư Triều Hy, nói, ngươi nếu là trong sạch, liền giết cho ta cái kia Tiêu Diêu đạo tràng thánh nữ. Ngươi nhược khẳng cùng Tiêu Diêu đạo tràng phân rõ giới tuyến, ta Minh Đạo Cung tự nhiên phụng ngươi vi tôn. Diệp Thần nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Minh Nguyên Thần Vương sầm mặt lại, nói, luân hồi chi chủ, vậy xem ra, ngươi là thật cùng Tiêu Diêu đạo tràng cấu kết, nghĩ mưu đoạt ta Minh Đạo Cung vĩ đại kỳ quan, ta có thể không thể để ngươi sống nữa. Tiếng nói vừa ra, Minh Nguyên Thần Vương trong mắt bỗng nhiên lướt qua một vệt sát ý, đúng là lập tức ra tay, tay cầm vung lên, Thần Vương linh khí nổ tung, thôi động Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Oanh long long, Đạo Thiên Sơn Hà Lô tránh ra từng đầu xích sắt, bay ra, lòng lò bên trong phun ra cuồn cuộn dung nham liệt hỏa, to lớn thân lò hung hăng hướng về Diệp Thần gào thét ném tới. Minh Nguyên Thần Vương biết Diệp Thần lợi hại, coi như Diệp Thần lúc này đã hao hết lực lượng. Hắn cũng không dám có chút chủ quan, trực tiếp liền toàn lực thôi động Đạo Thiên Sơn Hà Lô, muốn đem Diệp Thần nhất kích đập chết. Thiên đạo vô thường, duy ngã độc tôn. Diệp Thần không chút hoang mang, niệm tụng vừa mới Lạc Phi Thiên truyền thụ cho hắn chú ngữ vừa rơi xuống, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy cái kia bạo đánh tới hướng Diệp Thần Đạo Thiên Sơn Hà Lô, quay tròn chuyển động vài vòng, đem gào thét đánh tình thế toàn bộ hóa giải mất, cuối cùng không ngừng thu nhỏ. Rơi xuống Diệp Thần trong lòng bàn tay. Thấy Đạo Thiên Sơn Hà Lô, thế mà đã rơi vào Diệp Thần lòng bàn tay, toàn trường người choáng váng. Cái gì? Minh Nguyên Thần Vương càng là hãi dị, trong lòng điên cuồng thôi động linh khí, muốn thu hồi Đạo Thiên Sơn Hà Lô, nhưng lại phát hiện không có chút nào tác dụng. Đây là có chuyện gì? Ngươi sao có thể trưởng khống Đạo Thiên Sơn Hà Lô? Minh Nguyên Thần Vương hoảng sợ phát hiện. Hắn cùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô liên lạc, đã triệt để gãy mất. Một đám bất tiếu tử tôn, luân hồi chi chủ là bản tọa chân truyền, các ngươi cũng dám đắc tội. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa to thanh âm nổ vang. Đó chính là Đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên thanh âm. Nương theo lấy đạo thanh âm này, Diệp Thần lòng bàn tay Đạo Thiên Sơn Hà Lô, không ngừng bành trướng biến lớn, thần quang nở rộ, bộc phát ra vô cùng năng lượng bàng bạc linh khí. Cỗ năng lượng này linh khí, cũng không thuộc về Diệp Thần, mà là thuộc về Lạc Phi Thiên. Lạc Phi Thiên mượn nhờ Đạo Thiên Sơn Hà Lô, trực tiếp liền hiển linh. Chỉ thấy cả tòa Đạo Thiên Sơn Hà Lô, trở nên vô cùng to lớn, tại to lớn thân lò phía trên, từng sợi nóng bỏng khói mù dâng lên mà ra, cuồn cuộn hơi khói bên trong, hiện ra Lạc Phi Thiên mông lung, phiêu phiêu miểu miểu, nhưng lại vô cùng cường đại lăng lệ thân ảnh. Minh Nguyên Thần Vương cùng Minh Đạo Cung các đệ tử. Nhìn thấy Lạc Phi Thiên thân ảnh, một thoáng liền ngây dại, không dám tin vào hai mắt của mình. Lão Tổ Tông, ngươi vẫn ở Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong. Minh Nguyên Thần Vương triệt để bối rối, còn tưởng rằng Lạc Phi Thiên từ đầu đến cuối, liền ẩn nấp tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong. Lạc Phi Thiên tầm mắt vô cùng lăng lệ, như đao kiếm phong duệ, quát toàn bộ quỳ xuống cho ta. Minh Nguyên Thần Vương thân thể run lên, cuống quýt quỳ xuống. Minh Đạo Cung các đệ tử, cũng là đồng loạt quỳ xuống. Lạc Phi Thiên nói, quỳ luân hồi chi chủ. Minh Nguyên Thần Vương cả đám người, lại hoảng hốt chớ định quỳ hướng Diệp Thần. Lạc Phi Thiên xâm nghiêm nói, các người bị hắc ám ma quân tà túy vào não, đã phân không ra ai là người tốt người nào là người xấu, liền đệ ta đều cho rằng là cửu nhân rồi. Bất quá, ta cũng không trách các ngươi, sai không ở các ngươi, sai tại hắc ám ma quân. Các ngươi đều cho ta tỉnh táo lại. Thiên địa hồng lô, tạo hóa vì công, âm dương vì đồng, càn khôn sôi trào, duy ngã độc tôn. Từng đợt to rõ trong veo tiếng ngâm sướng, theo Lạc Phi Thiên trong miệng phát ra, hắn giờ phút này, phảng phất khôi phục viễn cổ thời điểm vinh quang, rực rỡ lăng lệ bá đạo vô địch, tay khẽ vẫy, thiên địa càn khôn, mịt mờ hư không, vô tận linh khí cuốn tới, toàn bộ quán chú đến Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong. Giờ khắc này, Lạc Phi Thiên dùng âm dương vì than, tạo hóa vì công, cuồn cuộn thiên địa linh khí chút xuống đến Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong, ấp ủ thành một lò sôi trào rực đỏ linh thủy, tựa như dung nham. Oanh long long, Đạo Thiên Sơn Hà Lô chấn động, một lò rực đỏ linh thủy, cuồng bắn ra, sau đó hóa thành mưa rào tầm tã, hướng về toàn bộ Minh Đạo Cung bạo hạ xuống. Màu đỏ nóng bỏng nóng mưa, đổ vào tại Minh Đạo Cung trên thân mọi người, tất cả mọi người phát ra bén nhọn kêu thảm. Dồn dập khóc thét nói, lão tổ tông bớt giận, bớt giận.
Nhưng mà, Lạc Phi Thiên lại không có chút nào dừng tay ý tứ, sơn hà nóng mưa lăn lăn xuống, đạo thiên sơn hà lô phun ra năng lượng khí thế, càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, thế giới dưới lòng đất kịch liệt lay động, vô số loạn thạch nện xuống, lại là đạo thiên sơn hà lô sôi trào, làm cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều sụp đổ. Ông! Một chùm to lớn bàng bạc màu đỏ cột sáng, theo đạo thiên sơn hà lô bên trong bắn ra, trực tiếp liền quán xuyên tầng tầng nham thổ, trực phá thiên khung. Diệp Thần thấy không khí trong nháy mắt trở nên mát mẻ, Lạc Phi Thiên thần uy bá đạo, nhất cử oanh phá thiên địa, thế giới dưới lòng đất cảnh tượng, hoàn toàn triển lộ mà ra. Vọng hồ đạo tràng đại địa, bởi vì đạo thiên sơn hà lô bá đạo uy thế, mà bạo phát nghìn vạn dặm động đất, thiên địa sơn hà đều đi theo sụp đổ. Minh đạo cung phía trên thiên đạo hồ cũng sụp đổ, cuồn cuộn nước hồ trút xuống tới, tại đạo thiên sơn hà lô phun ra dưới nhiệt độ cao, hóa thành nóng mưa, hướng về bốn phương. Minh đạo cung rất nhiều các đệ tử, tại nóng trong mưa kêu rên kêu thảm, run rẩy lăn lộn, bộ dáng 10 điểm thê thảm, nhưng không cần lâu nay, trên người bọn họ lại có từng sợi khói đen trưng phát ra. Đó là dấu ở trong cơ thể của bọn họ tà túy. Lạc Phi Thiên dùng kinh thiên thủ đoạn. Lợi dụng đạo thiên sơn hà lô dung luyện thần uy, đem minh đạo cung đám người tà túy, triệt để ma diệt đi. Này ma diệt quá trình, tự nhiên là hết sức thống khổ, nhưng ở thống khổ to lớn bên trong, minh đạo cung đám người nhưng cũng là dồn dập tỉnh táo lại. Minh Nguyên thần vương ngây dại, từng sợi khói đen từ trên người hắn bốc hơi ra tới, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, quá khứ đủ loại chấp niệm lập tức tan thành mây khói. Ta hiểu lầm Tiêu Dao đại đế. Minh Nguyên thần vương kinh ngạc, lúc này tà túy phá vỡ, hắn cũng là thanh tỉnh, hồi trở lại nhớ tới chính mình trước kia hiểu lầm Tiêu Dao đại đế sự tình, chỉ cảm thấy hoang đường. Tiêu Dao đại đế cũng không có thương tổn qua Lạc Phi Thiên, thiên địa chứng giám, nhưng hắn cùng Minh đạo cung đám người, tại hắc ám ma quân tà khí vặn vẹo dưới, tựa như bị đánh lên tư tưởng lạc ấn, đối Tiêu Dao đại đế một mực tồn tại không thể xóa nhòa hiểu lầm cùng cừu hận. Lúc này Lạc Phi Thiên điều động đạo thiên sơn hà lô sức mạnh to lớn, mới để bọn hắn tỉnh táo lại. Diệp Thần nhìn thấy Minh đạo cung đám người đã tỉnh táo, trong lòng lập tức mừng rỡ, Lạc Phi Thiên thủ đoạn quả nhiên lợi hại, còn có cái kia đạo thiên sơn hà lô, uy thế cũng là vô cùng hung mãnh, không hổ là vĩ đại kỳ quan. Tại Lạc Phi Thiên trong tay, đạo thiên sơn hà lô phát huy ra cường hãn nhất uy lực, lập tức liền phá hết Minh đạo cung đám người tà túy. Sư bá, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Đệ tử Ngư Triều Hy, gặp qua sư bá. Nếu là sư phụ biết ngươi còn không có ngã xuống, hắn nhất định thật cao hứng. Ngư Triều Hy nhìn thấy Lạc Phi Thiên thần uy vô địch bộ dáng, cũng là rung động thật sâu, cùng rất nhiều trận pháp sư nhóm, quỳ xuống tới cung kính hành lễ. Lạc Phi Thiên gật gật đầu, bỗng nhiên thần sắc ngẩn ngơ, tầm mắt nhìn về phía phương xa chân trời, hạ xuống nước mắt. Diệp Thần cùng Ngư Triều Hy nhìn thấy Lạc Phi Thiên rơi lệ, đều có chút kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Ngay lúc này, rồi lại nghe một hồi dữ tợn tiếng cười vang lên. Hắc hắc, đạo thiên đế Lạc Phi Thiên, lại có thể là ngươi. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc, không nghĩ tới thế mà còn có tàn hồn còn lại. Chỉ thấy chân trời ma khí cuồn cuộn, hắc ám lôi đình nổ tung, chỉ thấy một cái thân hình vĩ ngạn áo bào đen nam tử, mang theo rất nhiều ma đạo cao thủ. Như là cỗ sao băng vạch phá bầu trời, phá giết mà tới, chính là hắc ám ma quân cùng hắc ám tà điện các cường giả. Sau lưng bọn họ, một tòa to lớn hắc ám điện vũ, cũng là phá không tới, cái kia trong cung điện có vô số ma thần gào thét, như giả kiêu trùng thiên dồn dập bay ra. Hắc ám ma quân thế mà đưa hắn sơn môn, trực tiếp mang đi qua, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Xoạt xoạt xoạt, từng con hắc ám ma thần, như giả xoa, như giả kiêu. Như tu la, chấp nhất các thức hình thù kỳ quái binh khí, bay vút lên tại thiên, nhét đầy thiên vũ, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít đem Diệp Thần, Lạc Phi Thiên, Ngư Triều Hy đám người vây lại. Linh hồn của ngươi, còn có sự vĩ đại của ngươi kỳ quan, còn có luân hồi chi chủ, hắc hắc, nếu là xem như tế phẩm hiến cho sử thần đại nhân nhất định có trọng thưởng a. Hắc ám ma quân liếm môi một cái, hai mắt toát ra xanh biếc hung mang. Tại hồn thiên đế phục sinh về sau, sử thần quyết định chỉnh hợp sử thần tộc lực lượng, đem phân tán tại không không lúc nào không các nơi sử thần tộc, thống nhất làm một thể. Thống nhất sau sử thần tộc, cửu đại ma quân tề tụ,
Hắc Ám Ma Quân lại nghĩ bảo trì quyền vị, cái kia nhất định phải lấy ra chút đồ vật tới. Lúc này Diệp Thần, Lạc Phi Thiên, Đạo Thiên Sơn Hà Lô, trong mắt hắn, liền thành tốt nhất tế phẩm. Diệp Thần nhìn thấy Hắc Ám Ma Quân dốc toàn bộ lực lượng, biểu lộ cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn hiện tại linh khí đã tiêu hao hầu như không còn, không cách nào lại chiến đấu tiếp. Luân hồi chi chủ, nơi này giao cho ta. Lạc Phi Thiên nhìn Diệp Thần liếc mắt, hắn cũng không có xưng hô Diệp Thần vì mộ chủ yếu là sợ luân hồi mộ địa bí mật tiết lộ thiên cơ. Chỉ thấy Lạc Phi Thiên vẫy tay một cái, Diệp Thần liền hướng Đạo Thiên Sơn Hà Lô nội bộ bay đi. Lạc Phi Thiên lại kêu lớn, Minh Đạo Cung đám người nghe lệnh, theo ta tả hữu, thảo phạt Hắc Ám Ma Quân. Bàn tay hắn tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô vỗ một cái, từng sợi hào quang dâng lên mà ra, Minh Đạo Cung đám người đạt được hào quang chúc phúc, lập tức như có thần trợ, từng cái trở nên long tinh hổ mãnh, cấp tốc tụ lại tại Lạc Phi Thiên bên người. Ngư Triều Hy cùng rất nhiều trận pháp sư nhóm, cũng đã nhận được chúc phúc, súng lại đến Lạc Phi Thiên bên cạnh, dùng hắn làm trung tâm, chuẩn bị nghênh chiến. Hắc Ám Ma Quân nhìn xem Lạc Phi Thiên đám người bộ dáng như lâm đại địch, cười hắc hắc nói. Liền các ngươi ra tay, luân hồi chi chủ không ra tay sao? Hắc hắc, ta còn muốn nhìn lại một chút sự vĩ đại của hắn kỳ quan đạo thiên kiếm, xem ra là không xong rồi. Hắn gãy một cánh tay, chỉ sợ đã thành phế vật đi. Ha ha ha, Hắc Ám Ma Quân cất tiếng cười to, chung quanh Hắc Ám Tà Điện vô số cường giả, còn có vô số ma thần nhóm. Phóng xuất ra cuồn cuộn ma khí, dựa vào ở bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm Lạc Phi Thiên cả đám. Hai phía trận doanh, vận sức chờ phát động, dương cung bạt kiếm. Mà lúc này Diệp Thần, nhưng không có tham chiến, hắn đã bị Lạc Phi Thiên thu nhập Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong. Đạo Thiên Sơn Hà Lô nội bộ, tự thành không gian, yên hà vần quanh, thủy khí bốc hơi, một tòa tòa tiên sơn núi lớn, trôi nổi bốn phía, hình thành một mảnh cẩm tú sơn hà. Sông núi non sông lại mơ hồ hình thành đặc thù trận thế, ẩn chứa một cỗ kỳ diệu đạo uẩn. Lão Phu Huyền Thương, gặp qua luân hồi chi chủ. Lúc này, một giọng già nua, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, chỉ thấy này mảnh cẩm tú sơn hà bên trong, thần quang lấp lánh, nổi lên một người mặc trường bào lão giả, cung kính hướng về Diệp Thần hành lễ. Diệp Thần a một tiếng, có chút kỳ dị, không có nghĩ tới đây còn có người. Gọi là Huyền Thương lão giả giải thích nói. Lão Phu là Đạo Thiên Sơn Hà Lô khí linh, chuyện bên ngoài, Lão Phu đã biết được, Lão Phu lập tức thay luân hồi chi chủ khôi phục linh khí. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, mơ hồ bắt được thiên cơ, nguyên lai Đạo Thiên Sơn Hà Lô là có khí linh tồn tại, chính là trước mắt cái này Huyền Thương. Tại năm đó, Lạc Phi Thiên tư tưởng ra Đạo Thiên Sơn Hà Lô vĩ đại kỳ quan, hắn đạt được thiên tài địa bảo gì, liền bổ sung đến này vĩ đại kỳ quan khái niệm bên trong đi, đủ loại thiên tài địa bảo. Cuối cùng chuyển hóa thành Đạo Thiên Sơn Hà Lô linh khí năng lượng, quá trình cần đủ loại trình tự chuyển hóa. Huyền Thương tồn tại, liền là cân đối Lạc Phi Thiên, chế tạo Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Huyền Thương tự nhiên có cảm ứng, trước mắt Lạc Phi Thiên tàn hồn, đang cùng Hắc Ám Ma Quân chém giết lấy, tình hình chiến đấu chỉ sợ không quá lạc quan, dù sao Lạc Phi Thiên chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Mong muốn chiến thắng Hắc Ám Ma Quân, Diệp Thần nhất định phải tham chiến. Nhưng Diệp Thần linh khí đã khô kiệt, rõ ràng không cách nào lại tham dự chiến đấu, việc cấp bách, hắn cần phải nhanh một chút khôi phục trạng thái. Vậy liền làm phiền lão tiền bối. Diệp Thần hướng về Huyền Thương cung kính khom người, lại nói, ta thần giáp mệnh tinh bạch hổ mảnh vỡ, có phải hay không ngay tại lão tiền bối trên tay. Mơ hồ ở giữa, Diệp Thần bắt được bạch hổ mảnh vỡ khí tức, tựa hồ ngay tại Huyền Thương trên thân. Huyền Thương nói, đúng vậy. Chẳng qua là cái kia bạch hổ mảnh vỡ, vô cùng kiên cố, chỉ sợ khó mà luyện hóa, lão phu khổ tâm suy nghĩ, không biết nhiều ít kỷ nguyên, cũng thủy chung không luyện hóa được mảnh vỡ kia. Diệp Thần cười nói, lão tiền bối không luyện hóa được, ta cái này luân hồi chi chủ, hẳn là có khả năng luyện hóa, còn mời lão tiền bối đem cái kia bạch hổ mảnh vỡ cho ta. Huyền Thương nhíu nhíu mày, có chút chần chờ, nói thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, này tứ tượng bên trong. Bạch hổ thuộc canh kim, sắc trắng, chủ hung sát sát phạt, sát khí phong mang cực nặng, luân hồi chi chủ, người trạng thái như vậy, còn chưa thích hợp tiếp xúc bạch hổ mảnh vỡ, bằng không bạch hổ hung sát phong mang ra thân, người liền lập tức muốn bị giết chết. Lão phu trước thay người khôi phục linh khí, người tiến vào cái này tụ linh trận là đủ. Dứt lời,
Huyền Thương hai tay kết ấn, ký kết ra một cái tụ linh trận pháp, đem đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong rất nhiều linh khí, đại lượng hội tụ tới. Đạo Thiên Sơn Hà Lô, chính là vĩ đại kỳ quan, nội bộ năng lượng linh khí chi đầy đủ, đủ để tẩm bổ thiên đế, muốn tẩm bổ Diệp Thần một cái thiên nguyên cảnh 4 tầng võ giả, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn đầy đủ. Diệp Thần gật gật đầu, lúc này lướt thân tiến vào tụ trong linh trận, khoanh chân ngồi xuống. Hắn ngồi xuống, liền thấy chung quanh Cẩm Tú Sơn Hà, cuồn cuộn linh khí gào thét tới, bàng bạc cuồn cuộn, không ngừng tràn vào trong thân thể của mình. Trong nháy mắt, Diệp Thần giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trước đây bởi vì thi triển tinh bạo khí lưu trảm mà hao hết linh khí, cấp tốc khôi phục lại. Không đến thời gian một nén nhang, Diệp Thần liền hoàn toàn khôi phục, cả người nhất thời trở nên long tinh hổ mãnh, tinh thần dịch dịch. Lão tiền bối, ta trạng thái đã đủ, còn xin ngươi đem bạch hổ mảnh vỡ cho ta. Diệp Thần vừa khôi phục, hai con người thần quang chạm nhiên, liền hướng Huyền Thương yêu cầu bạch hổ mảnh vỡ. Huyền Thương vẫn có chút chần chờ, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, được a, ngươi cẩn thận luyện hóa, tuyệt đối đừng ngộ thương chính mình. Hắn vung tay lên, chỉ thấy một vệt màu bạch kim thần quang bắn ra, rơi xuống Diệp Thần trước mặt, chính là một khối bạch kim màu sắc mảnh vỡ, phía trên điêu khắc bạch hổ phù điêu, toàn thân tản mát ra xâm nghiêm lăng lệ mang khí. Diệp Thần xem xét, thiên cơ phù hợp, đây chính là bạch hổ mảnh vỡ không sai, hắn lập tức đem bạch hổ mảnh vỡ nắm trong tay. Lại thấy mảnh vỡ vô cùng sắc bén, lại lập tức liền cắt vỡ lòng bàn tay của hắn, một cỗ kịch liệt bén nhọn đau đớn truyền đến. Ôi! Diệp Thần nhịn không được kêu một tiếng, thử nhe răng, cúi đầu xem xét, lại thấy lòng bàn tay của chính mình đã máu me đầm đìa, đau nhức khó mà hình dung, giống như bị trăm ngàn cây đao rào cắt. Này bạch hổ mảnh vỡ, toàn thân đều là lăng lệ phong mang, sát phạt xâm nghiêm, Diệp Thần cường đại như vậy thân thể, đều bị lập tức cắt đả thương. Thật là sắc bén mảnh vỡ. Diệp Thần nhịn không được tán thưởng. Huyền Thương nói, dĩ nhiên, ta nói, bạch hổ mảnh vỡ chủ hung sát sát phạt, là nhất phong mang tất lộ, sắc bén vô cùng, người muốn cẩn thận. Diệp Thần gật đầu nói, đúng. Hắn vận chuyển linh khí, bảo vệ được tay cầm, mới rốt cục miễn cưỡng có thể cầm chắc bạch hổ mảnh vỡ. Huyền Thương nhìn xem cái kia bạch hổ mảnh vỡ, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn chi sắc. Diệp Thần hỏi, lão tiền bối là không bỏ được mảnh vụn này sao? Huyền Thương thở dài một hơi, nói, mảnh vụn này, ta suy nghĩ không biết nhiều ít kỷ nguyên, một mực không thể luyện hóa, cũng không thể đúc nóng đến đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong, này mảnh vỡ với ta mà nói, đích thật là có cảm tình. Bất quá, ta cũng biết, đây là luân hồi chi chủ đồ vật, ta sẽ không ham. Mà lại, đạo Thiên Đế đại nhân chính diện lâm nguy hiểm, luân hồi chi chủ. Cũng chỉ có ngươi có thể cứu vãn. Này bạch hổ mảnh vỡ, là ngươi khôi phục tay cụt, giết ngược lại hắc ám ma quân then chốt. Diệp Thần nói, đa tạ lão tiền bối nhường cho, chờ ta luyện hóa bạch hổ mảnh vỡ, ta nhất định giết hắc ám ma quân. Huyền Thương gật gật đầu, nói, như thế rất tốt, chẳng qua là, lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thần nói, tiền bối mời nói. Huyền Thương trầm ngâm một thoáng, tựa hồ tại sửa sang lấy ngôn từ. Nói ta mặc dù không thể luyện hóa bạch hổ mảnh vỡ, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại suy nghĩ này mảnh vỡ sau lưng thiên cơ, mơ hồ ở giữa, ta thấy được một cái kinh thiên bí mật. Diệp Thần nói, kinh thiên, bí mật. Huyền Thương nói, đúng, bạch hổ mảnh vỡ thuộc thần giáp mệnh tinh, là luân hồi thất tinh một trong, nhưng này luân hồi thất tinh, cũng không phải là cái thế giới này tạo vật, là có người theo thế giới bên ngoài mang tới. Diệp Thần ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, nói cái gì? Huyền Thương dứt khoát nói, có thế giới bên ngoài cường giả, theo thế giới bên ngoài mang đến luân hồi thất tinh. Ta nhòm ngó thiên cơ, mơ hồ nhòm ngó đến một cái vô địch thân ảnh. Vị cường giả kia, vị kia thế giới bên ngoài cường giả, hắn gọi thiên tổ. Diệp Thần nội tâm rung động, thiên tổ. Huyền Thương nói, đúng vậy, hắn liền gọi thiên tổ, là hắn theo thế giới bên ngoài, mang đến luân hồi thất tinh. Ta mơ hồ cảm giác được, hắn hẳn là còn mang đến những vật khác, nhưng thiên cơ quá mức thần bí xa xưa, ta vô pháp đẩy tra quá nhiều. Diệp Thần tâm đầu chấn động, hắn không nghĩ tới Huyền Thương nói tới bí mật kinh thiên, thế mà cùng thiên tổ có quan hệ. Là thiên tổ, theo thế giới bên ngoài, mang đến luân hồi thất tinh. Huyền Thương không có suy tính đến đồ vật, rất có thể là luân hồi mộ địa.
Ngoại trừ luân hồi thất tinh bên ngoài, thiên tổ còn mang đến luân hồi mộ địa. Luân hồi mộ địa, rất có thể liền là thế gian vĩ đại nhất vĩ đại kỳ quan. Huyền Thương nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, một hồi kỳ dị, nói, luân hồi chi chủ, người biết thiên tổ. Diệp Thần chìm nhưng gật đầu nói, hơi nghe qua một điểm, nhưng quá mức thần bí, ta cũng biết không nhiều, tiền bối thỉnh cầu của ngươi là. Huyền Thương hai mắt toát ra thật sâu hướng tới, nói ta muốn gặp mặt thiên tổ, bởi vì ta hết sức muốn biết, thế giới bên ngoài cường giả, luân hồi thất tinh sáng tạo giả, đến cùng có cường đại cỡ nào. Loại cấp bậc cường giả này, nếu là có thể tận mắt thấy liếc mắt, liền không uổng công đời này. Diệp Thần nói, ngươi muốn gặp thiên tổ. Huyền Thương nói, đúng vậy a, ta suy tính thiên cơ, mơ hồ nhìn thấy thiên tổ chỉ lân phiến trảo, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phần Tịch Linh Sơn cao nhất sát thủ, Đoạn Ly ca ngươi biết a. Hắn cũng tính đỉnh cấp cường giả, nhưng hắn đã từng khiêu chiến thiên tổ đều không có ra tay, chẳng qua là khí chàng thiếu chút nữa đem hắn ép phát nổ. Thiên tổ mạnh mẽ, cường đại đến đủ để ép bạo không thể nói chi cảnh cường giả. Ta không thể tin được thế gian sẽ có cường đại như vậy tồn tại, cho nên muốn tự mình gặp một lần, muốn nhìn xem loại nhân vật cấp độ kia, đến cùng khủng bố cỡ nào. Thiên tổ từng kém chút ép bạo Đoạn Ly ca, đây chỉ là Huyền Thương suy tính, dựa vào bạch hổ mảnh vụn bên trên thiên cơ mạch lạc, suy tính chuyện đã qua, dòm nhìn thấy một tia hình ảnh, mông lung, cũng không chân thiết. Cho nên, hắn muốn tận mắt nhìn một chút thiên tổ, cảm thụ hạ loại cảnh giới này mạnh mẽ. Diệp Thần con mắt trừng lớn, cảm thấy suy nghĩ, Đoạn Ly ca từng khiêu chiến hôm khác tổ. Khó trách tội kia người địch xuất hiện thời điểm, ta luân hồi mộ địa sẽ có dị động, xem ra là thiên cơ bị xúc động. Huyền Thương nhìn xem Diệp Thần, nói ra thỉnh cầu của mình, ta là không thể nào rời đi nơi này, đi tìm thiên tổ, luân hồi chi chủ, người nghĩ tìm kiếm luân hồi trung cực chân lý cùng huyền bí, tương lai chắc chắn muốn đi tìm thiên tổ, nếu ngươi tìm tới hắn, còn mời thay ta dẫn kiến một ít. Diệp Thần nghĩ đo một cái, lắc lắc đầu nói, có thể là, lão tiền bối, ta cũng không biết thiên tổ ở nơi nào, nếu hắn là thế giới bên ngoài cường giả, vậy hắn tại không ở cái thế giới này đều rất khó nói. Huyền Thương nói, tương lai ngươi tổng muốn đi tìm hắn, bằng không luân hồi chân lý, ngươi không có khả năng phá giải, thiên tổ là luân hồi pháp tắc đầu nguồn, ta thậm chí hoài nghi liền luân hồi pháp tắc đều là hắn sáng tạo ra. Ta có khả năng nói cho ngươi một chút manh mối. Thiên tổ khả năng cùng một cái gọi mộ táng cung thế lực có quan hệ. Diệp Thần nói, mộ táng cung. Huyền Thương nói, đúng vậy, tại đi qua vạn thế kỷ nguyên bên trong, ta dốc hết tâm huyết, suy tính đã từng thiên cơ, chỉ suy tính đến mộ táng cung ba chữ, đây cũng là thiên tổ sáng tạo thế lực, nếu ngươi có thể tìm tới mộ táng cung tương quan người, có lẽ liền có thể tìm tới thiên tổ. Diệp Thần tâm hạ suy nghĩ, mộ táng cung, không biết cùng nguyên thiên đế thủ hạ mộ cung. Có gì liên quan liền? Tên như thế tương tự. Nguyên thiên đế thủ hạ thế lực, ở bề ngoài là chân lý sẽ, sau lưng còn có một cái mộ cung. Mộ cung cùng mộ táng cung, tên chỉ kém một chữ, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Xem ra sau này đến tìm nguyên thiên đế hỏi một chút. Diệp Thần nói thầm trong lòng, hắn cũng rất muốn biết cùng thiên tổ tương quan sự tình. Bất quá Diệp Thần cũng biết, trước mắt hắn muốn tìm được thiên tổ. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Mà lại, hắn tu vi cũng không đủ, nếu là trực diện thiên tổ, chỉ sợ thiên tổ khí chàng liền có thể đưa hắn ép chết rồi. Bất quá, Diệp Thần cũng không muốn nhường Huyền Thương thất vọng, nhân tiện nói tốt, lão tiền bối, nếu như ta tương lai có thể tìm tới thiên tổ, mà lại có thể cùng hắn giao hảo, ta sẽ thay ngươi dẫn kiến. Huyền Thương mừng rỡ, nói tốt, luân hồi chi chủ, vậy xin đa tạ rồi. Bỗng nhiên lúc này, một đường to lớn chấn động, truyền đến trên thân hai người, tựa hồ là đạo thiên sơn hà lô gặp trọng kích, chung quanh Cẩm Tú Sơn hà một hồi kịch liệt lắc lư. Huyền Thương sầm mặt lại, ngẩng đầu quan sát phía trên, nói, bên ngoài tình hình chiến đấu nguy cấp, đạo thiên đế đại nhân sắp không chịu được nữa, luân hồi chi chủ, người linh khí đã khôi phục, đến đuổi mau đi ra trợ trận mới được. Đến mức bạch hổ mảnh vỡ, người có khả năng chậm một chút lại luyện hóa. Diệp Thần một chút cảm ứng, cũng cảm giác đi ra bên ngoài tình thế hung gấp, hắc ám ma quân khí diễm cực kỳ hung hăng càn quấy, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, không, tiền bối, nếu như không luyện hóa bạch hổ mảnh vỡ, ta không có khả năng đối kháng hắc ám ma quân, chỉ có trước luyện hóa này mảnh vỡ, để cho ta tay cụt khôi phục, mới có giết ngược lại hắc ám ma quân khả năng.
Mặc dù, Diệp Thần rất muốn lập tức lao ra trợ chiến, nhưng hắn cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, hắn bây giờ gãy một cánh tay, đại đạo không được đầy đủ, mong muốn giết ngược lại Hắc Ám Ma Quân, không có nửa điểm khả năng. Huyền Thương lo lắng nói, này Bạch Hổ mảnh vỡ, như thế kiên cố, người nghĩ liền lập tức luyện hóa, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp Thần cười nói, tiền bối yên tâm, ta có khả năng, còn xin ngươi thay ta hộ pháp. Nói xong, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi xuống, tay phải nắm Bạch Hổ mảnh vỡ, nhắm mắt bắt đầu cảm ngộ luyện hóa. Huyền Thương thấy thế, cảm thấy chần chờ không chừng, nhưng khi cái này liên quan đầu, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Thần, liền thủ hộ tại Diệp Thần bên người, bố trí xuống tầng tầng phòng hộ cấm pháp, miễn cho phía ngoài đánh nhau gợn sóng, ảnh hưởng đến Diệp Thần. Diệp Thần ngưng lòng yên tĩnh thần, cảm ngộ Bạch Hổ mảnh vỡ pháp tắc cấu tạo, liền thấy phía trên pháp tắc kết cấu tràn ngập sát lục hung hãn ý vị, bao trùm lấy từng tầng một lăng lệ nhuệ khí, nghĩ luyện hóa lời, cần bốc lên rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị Bạch Hổ mảnh vỡ nhuệ khí gây thương tích, thậm chí mất đi tính mạng. Trước kia Diệp Thần cầm tới Thanh Long mảnh vỡ, một thoáng liền dung hợp, không cần tốn nhiều sức, nhưng Bạch Hổ mảnh vỡ cùng Thanh Long mảnh vỡ khác biệt, Thanh Long mảnh vỡ thuộc Ất Mộc, chủ sinh mệnh, bản thân liền cùng nhân thể mệnh tính tương thông. Dung hợp luyện hóa tương đương với uống một ngụm thuốc bổ, dễ dàng tưới nhuần cực kỳ. Nhưng Bạch Hổ mảnh vỡ, thuộc canh kim, chủ sát lục, muốn luyện hóa, tương đương với nuốt vào trăm ngàn nắm sắc bén đao kiếm, đã không thể để cho đao kiếm lưỡi dao tổn thương đến thân thể, lại muốn đi trưởng khống lợi dụng đao kiếm phong mang, tự nhiên gian khó cực kỳ. Chẳng qua nếu như có thể thành công luyện hóa Bạch Hổ mảnh vỡ, Diệp Thần tay cụt khẳng định có thể khôi phục, bởi vì hắn cảm nhận được. Bạch Hổ mảnh vỡ năng lượng ẩn chứa, thật sự là quá dồi dào, quá hùng hậu, đủ để tầm bổ khôi phục hắn thân thể tàn khuyết. Thế gian vạn vật, theo trên bản chất nói, đều là năng lượng linh khí tạo thành. Thân thể cùng linh hồn, theo nhất căn nguyên bên trên xem, cũng không có khác nhau, đều là năng lượng cấu thành, chẳng qua là hình dáng khác biệt. Thân thể so lên linh hồn, có được phức tạp hơn, nhỏ hơn mật, càng ổn định trật tự. Diệp Thần trước đó chạm gãy một cánh tay. Thân thể có thể số lượng lớn lượng thiếu sót, hắn trật tự liền xuất hiện lỗ hổng, mong muốn nhường tay cụt khôi phục, liền cần bổ sung năng lượng. Hắn từng dung hợp Viêm Thiên Đế thân thể, Thiên Đế cánh tay, Thiên Đế chân, Thiên Đế thân, đế thủ các loại, dung hợp về sau, cũng không là thân thể của hắn, liền biến thành Viêm Thiên Đế thân thể, chẳng qua là đạt được năng lượng chút xuống, luân hồi trật tự bản thân cũng không có thay đổi. Nói cách khác, Diệp Thần chặt đứt cánh tay. Cũng không là Viêm Thiên Đế cánh tay, mà là chính hắn luân hồi cánh tay. Mong muốn nhường này luân hồi cánh tay khôi phục, liền cần bổ sung đại lượng năng lượng, bù đắp băng thiếu trật tự, nhưng bởi vì luân hồi trật tự đặc thù, cho nên thiên tài địa bảo, coi như bổ sung hấp thu lại nhiều, Diệp Thần tay cụt cũng khó có thể sinh ra lần nữa, hắn cần hấp thu chân chính luân hồi thánh vật. Không hề nghi ngờ, Bạch Hổ mảnh vỡ chính là như vậy luân hồi thánh vật, năng lượng vô cùng dồi dào. Đầy đủ bổ sung Diệp Thần thiếu sót đại đạo trật tự, chỉ cần trật tự khôi phục, tay cụt một cách tự nhiên liền có thể mọc ra. Thần giáp mệnh tinh, Bạch Hổ triệu hoán, mảnh vỡ về hợp, đại đạo bù đắp. Diệp Thần nắm Bạch Hổ mảnh vỡ, trong lòng phát ra ngâm sướng tiếng gọi, quan sát bên trong bản thân thân thể, liền thấy thần giáp mệnh tinh nội bộ không gian, một mảnh tối tăm, viên này mệnh tinh cũng không có được thắp sáng, nhưng tối tăm cũng không phải là đen kịt. Thần giáp mệnh tinh bên trên vẫn là có một góc hào quang, đó là Thanh Long mảnh vỡ hào quang. Viên này thần giáp mệnh tinh, đã đốt sáng lên 1/4. Lần này, Diệp Thần liền phát ra triệu hoán Bạch Hổ mảnh vỡ về hợp. Tiếng gọi phát ra về sau, Diệp Thần trong tay Bạch Hổ mảnh vỡ, lập tức hóa thành một luồng hào quang màu bạch kim, chui vào trong cơ thể hắn. Này sợi hào quang chui vào, lập tức làm cho Diệp Thần thân thể. Tiếp nhận trước nay chưa có bén nhọn xé rách đau đớn, cả người giống như trong nháy mắt, bị loạn đao loạn kiếm phân thây. Bạch Hổ mảnh vỡ phong mang nhuệ khí, thực sự quá lăng lệ, đủ để so sánh đỉnh cấp thần binh lợi khí, thần giáp mệnh tinh là trong truyền thuyết thế gian lực phòng ngự mạnh nhất tồn tại, nhưng viên này mệnh tinh cũng không phải khiến người làm con rùa đen rút đầu, viên này mệnh tinh một dạng có lăng lệ kinh khủng sát phạt phong mang. Mạnh nhất phòng ngự là cái gì? Là tiến công, là sát lục. Chỉ cần đem địch nhân toàn bộ giết sạch, cái kia phòng ngự của mình tự nhiên là không người có thể phá. Bạch Hổ mảnh vỡ, đang đại biểu cho thần giáp mệnh tinh sát lục phong mang.
Diệp Thần trong nháy mắt, thật giống như bị vô số lần chém giết, thân thể phảng phất đều muốn bị bạch hổ mảnh vỡ lăng lệ nhuệ khí cắt nát đi. May mắn hắn sớm có phòng bị, điều động thanh long mảnh vỡ năng lượng, bảo vệ tự thân kinh mạch. Thanh long mảnh vỡ chủ sinh mệnh, là nhất ôn nhuận, cũng chính bởi vì chấp trưởng lấy thanh long mảnh vỡ, Diệp Thần mới có niềm tin đi luyện hóa bạch hổ mảnh vỡ. Quả nhiên, tại thanh long mảnh vỡ thủ hộ dưới, Diệp Thần liền chịu đựng lấy bạch hổ mảnh vỡ vào cơ thể bén nhọn đau đớn, cái kia cỗ toàn thân bị đánh vỡ đáng sợ đau đớn, rất nhanh liền hòa hoãn lại. Chỉ thấy tại mệnh trong tinh không bên trong, trôi nổi tại không gian phía trên thần giáp mệnh tinh, lại bị điểm sáng lên một góc. Cái kia bạch hổ mảnh vỡ, đã một lần nữa khảm nạm đến thần giáp mệnh tinh phía trên. Bạch hổ mảnh vỡ về hợp, lập tức, toàn bộ tối tăm mệnh trong tinh không, sáng lên rất nhiều, khắp nơi toát ra sáng chói bạch kim hào quang, lại nghe được một cỗ hổ bào thanh âm, chấn thiên động địa, tại mệnh trong tinh không bên trong quanh quẩn, đó là bạch hổ mảnh vỡ thuận lợi dung hợp dấu hiệu. Rất tốt, bạch hổ mảnh vỡ về hợp. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, bạch hổ mảnh vỡ dung hợp quá trình, so hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một chút, may mắn hắn có thanh long mảnh vỡ nội tình, cho nên dung hợp mới thuận lợi như vậy, bằng không mà nói, nhất định phải trải qua một phiên khó khăn trắc trở cùng nhọn hơn hung hiểm đau đớn. Hiện tại, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, đã thắp sáng một nửa. Bạch hổ mảnh vỡ về hợp, cái kia bàng bạc dư thừa năng lượng, lập tức cuồn cuộn tại Diệp Thần trong cơ thể bùng nổ, Diệp Thần băng thiếu trật tự, cấp tốc đạt được bù đắp, toàn thân khí tức khôi phục đại viên mãn. Răng rắc, khí tức khôi phục đại viên mãn về sau, Diệp Thần liền thấy cánh tay trái tay cụt vết sẹo, một hồi ngứa phát nhiệt đau đớn, cái kia vết sẹo phá vỡ, mới máu thịt cùng xương cốt, như măng mọc sau mưa, điên cuồng nảy sinh ra tới. Dung hợp bạch hổ mảnh vỡ về sau, Diệp Thần gãy chi, quả nhiên là cấp tốc trùng sinh. Một bên Huyền Thương, nhìn thấy Diệp Thần nhanh như vậy liền luyện hóa bạch hổ mảnh vỡ, mà lại nhường đứt chim mọc lại, không khỏi a một tiếng thét kinh hãi dâng lên, trong thanh âm tràn ngập rung động, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần có thể nhanh như vậy liền luyện hóa thành công. Trong nháy mắt, Diệp Thần tay cụt, liền hoàn toàn mọc ra tới, da thịt trơn bóng bền chắc, tràn ngập cứng cỏi mênh mông lực lượng cảm giác, hoàn toàn dung hợp bạch hổ mảnh vỡ về sau, Diệp Thần tu vi cảnh giới, cũng là mãnh liệt đột phá. Xoạt, xoạt, từng sợi luân hồi kim quang, theo Diệp Thần trong cơ thể tỏa ra, kinh thiên động địa, tu vi cảnh giới của hắn, đã theo thiên nguyên cảnh 4 tầng cao giai, mãnh liệt tấn thăng đến 4 tầng đỉnh phong, sau đó lại đột phá, một đường bước vào 5 tầng trời trung giai mức độ. Lần này đột phá, thật sự là phá rồi lại lập, Diệp Thần toàn thân tản ra luân hồi kim quang bên trong, lại có một vệt vô cùng phong duệ lăng lệ khí tức, đó là bạch hổ mảnh vỡ sát phạt chi khí. Diệp Thần mở mắt, liền hai con ngươi đều sắc bén phát ra kim mang, hắn nắm chặt lại tay trái, cảm thụ được trong cơ thể mình sục sôi rộng rãi lực lượng, mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ. Rất tốt, ta tay cụt khôi phục, mà lại tu vi cũng đột phá rất nhiều. Huyền Thương kêu lên, luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá. Đạo Thiên Đế đại nhân đang khổ chiến, ta lập tức đưa ngươi ra ngoài. Diệp Thần gật đầu nói, đa tạ. Huyền Thương nói, đừng quên ước định của chúng ta a. Diệp Thần nói, nhất định. Ngay sau đó, Huyền Thương vung tay lên, một luồng khói mù bao lại Diệp Thần, đem Diệp Thần đưa ra Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Lúc này, phía ngoài vọng hồ đạo tràng, đang đứng ở thảm liệt trong chiến đấu. Đạo Thiên Đế Lạc Phi Thiên, dựa vào lấy Đạo Thiên Sơn Hà Lô hiển linh, một luồng tàn hồn thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể hóa thành mấy ngàn trượng cao. Trong tay ngưng khí hóa kiếm, đang cùng Hắc Ám Ma Quân chém giết lấy. Hắc Ám Ma Quân cũng là phóng xuất ra thiên địa pháp tướng, phía sau là một tôn vạn trượng cao dữ tợn ma thần, có thiên thủ thiên tí thiên nhãn, xâm nghiêm khủng bố, mỗi một cánh tay đều nắm lấy khác biệt binh khí pháp bảo, đao kiếm thương kích, hạt châu, bảo tháp, quạt xếp, pháp trượng các loại, vừa ra tay, thiên thủ thiên tí cùng nhau giết ra, vô cùng hung mãnh. Hắn lại mượn địa mạch chi lợi, sau lưng lại có muôn vàn ma thần đồ đệ, vì hắn ngâm sướng chúc phúc trợ lực, trong chiến đấu chiếm hết thượng phong. Hai người chém giết phía dưới, Lạc Phi Thiên mấy ngàn trượng cao thân thể, đã là thủng trăm ngàn lỗ, tóc rối tung, vết thương chằng chịt, máu me đầm đìa, nhưng hắn còn đang kiên trì, hắn đang chờ đợi Diệp Thần ra tới. Hắn tin tưởng, chỉ cần Diệp Thần có thể khôi phục trạng thái ra tới, hết thảy đều sẽ tốt. Hắc hắc, năm đó đường đường không thể nói cường giả.
làm sao lưu lạc đến rác rưởi như vậy? Bản tọa cũng còn không dùng lực, ngươi cũng nhanh muốn hồn phi phách tán. Hắc ám ma quân cười gằn, thiên thủ thiên tí sát phạt bừng bừng, phô thiên cái địa công sát hướng Lạc Phi Thiên. Lạc Phi Thiên gương mặt tái nhợt, kỳ thật hắn năm đó chân thực sức chiến đấu, đại khái là siêu phẩm thiên đế tả hữu, có thể sờ đến không thể nói chi cảnh cánh cửa, đứng hàng đạo quân, chủ yếu là dựa vào vũ trụ mệnh cách huyết mạch tăng thêm. Bây giờ hắn chỉ còn lại một luồng tàn hồn, sức chiến đấu chỉ tương đương với bình thường thiên đế, mượn nhờ vũ trụ mệnh cách huy năng lời, có thể cùng đỉnh cấp thiên đế chống lại. Nếu như là tại bên ngoài chiến đấu, mà lại đơn đả độc đấu trạng thái, hắn sẽ không thua hắc ám ma quân, thậm chí có thể tại trong vòng trăm chiêu chém giết đối phương. Nhưng làm sao, nơi này là vọng hồ đạo tràng, đã bị hắc ám ma quân xâm chiếm kinh doanh rất lâu, liền là hắc ám ma quân đại bản doanh, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế, mà lại sau lưng lại có muôn vàn ma thần đồ đệ tại chúc phúc, Lạc Phi Thiên chỉ có lẻ loi một mình, tự nhiên rơi hạ phong. Hắn minh đạo cung người đời sau, còn có tiêu diêu đạo tràng ngư triều hy người bên kia, toàn bộ bị hắc ám tà điện các đệ tử cuốn lấy, hai bên huyết đấu thảm liệt, hắn bên này trận doanh thương vong thảm trọng, căn bản là không có cách giúp được hắn cái gì. Đại tiểu thư, tình thế không ổn a, nhanh triệu hoán đế tôn đại nhân buông xuống đi. Một cái tiêu diêu đạo tràng trưởng lão, nhìn thấy tình thế hung gấp, phía bên mình có toàn quân bị diệt nguy hiểm, liền cắn răng hướng ngư triều hy thỉnh cầu nói. Bây giờ cục diện này, chỉ có thỉnh tiêu giao đại đế đích thân tới, mới có thể có một chút phá cục cơ hội. Tiêu giao đại đế có được vũ trụ mệnh cách, mặc dù hắn cũng không thể hoàn mỹ trưởng khống cái kia mệnh cách, thậm chí gặp nghiêm trọng cắn trả, tự thân trở nên vô cùng suy sụp, nhưng hắn dù sao cũng có được vô cùng thực lực cường đại, nếu như buông xuống, ít nhất có thể hóa giải trước mắt thảm liệt cục diện. Ngư Triều Hy nói, ta kêu gọi qua, nhưng sư phụ không có trả lời, hắn. Hắn giống như đã. Trong mơ hồ, Ngư Triều Hy thấy rất không ổn, trong lòng hết sức khủng hoảng, nàng một mực kính trọng sư phụ, rất có thể đã tao ngộ bất trắc. Hoặc là nói, không phải bất trắc, mà là trong dự liệu chuyện sẽ xảy ra, liền là suy sụp mà chết. Tiêu giao đại đế sớm nên đã chết đi, vũ trụ mệnh cách là đỉnh cấp mệnh cách, là thiên đạo sáu mệnh một trong, đại biểu cho không gian cùng thời gian pháp tắc cực hạn, này loại đỉnh cấp mệnh cách, rất khó trưởng khống, hơi không cẩn thận. Liền sẽ phải gánh chịu thời gian cùng không gian song trọng cắn trả, hậu quả nghiêm trọng. Tiêu giao đại đế xa so với thường nhân già yếu, có thể là không không lúc nào không thoạt nhìn già nhất người, cũng là bởi vì hắn đã sớm chịu đến thời gian pháp tắc cắn trả, hắn ít nhất tại vạn năm trước chết rồi, có thể một mực chống đỡ lấy bất tử, là bởi vì trong lòng còn có quải niệm, còn muốn thu hồi đạo thiên sơn hà lô. Nhưng Ngư Triều Hy cảm giác được, tại Lạc Phi Thiên hiển linh trong chớp mắt ấy, tiêu giao đại đế khả năng liền giải quyết xong tâm nguyện, vừa lòng thỏa ý mà chết rồi, chỉ bất quá nàng không thể tin được, cũng không dám nghĩ lại. Trưởng lão kia kinh hãi nói, cái gì, chẳng lẽ đế tôn đại nhân tao ngộ bất trắc? Ngư Triều Hy yên lặng không nói gì, bỗng nhiên chỉ nghe oanh một tiếng vang, Lạc Phi Thiên sau lưng đạo thiên sơn hà lô, đúng là phun ra một cỗ minh mông kim quang, bay thẳng thiên vũ, hình thành một đạo rực rỡ cột sáng, đỉnh thiên lập địa. Trong cột sáng, thanh long ngâm nga, bạch hổ rít rào, bắn ra vô cùng sáng chói khí tượng, một cái thân hình thẳng tắp thanh niên, chậm rãi theo cái kia trong cột sáng nổi lên. Chính là Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, dung hợp bạch hổ mảnh vỡ, phá rồi lại lập, tả thanh long, phải bạch hổ, khí thế hạng gì bàng bạc, vừa xuất hiện, liền kinh động đến thiên địa càn khôn, toàn bộ vọng hồ đạo tràng sơn hà, đều bị trên người hắn sục sôi kim quang chiếu sáng. Mộ, luân hồi chi chủ. Người cuối cùng ra đến rồi. Lạc Phi Thiên mừng rỡ, nhìn thấy Diệp Thần hiện thân, mà lại tay cụt đã khôi phục, tu vi lại đại đại đột phá, hắn lập tức kinh hỉ vạn phần. Luân hồi chi chủ, bản tọa còn tưởng rằng, người muốn làm con rùa đen rút đầu, cuối cùng ló đầu ra tới, tu vi còn đột phá một điểm. Ha ha, bất quá, coi như là thiên báo. Nguyên cảnh năm tầng trời, trong mắt ta, người cũng là phế vật. Hắc ám ma quân nhìn thấy Diệp Thần ra tới, cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì hắn biết đạo thiên sơn hà lô mạnh mẽ, muốn cho Diệp Thần khôi phục nguyên khí, cũng không khó khăn. Nhưng, hắn cũng không có quá đem Diệp Thần để vào trong mắt, bởi vì nói cho cùng, Diệp Thần chẳng qua là thiên nguyên cảnh năm tầng trời mà thôi, đủ loại pháp tắc trật tự, khí thế là bàng bạc thao thiên, không thua thiên đế, nhưng bản thể nhất căn cơ thực lực, không có theo tới,
khí thế lại bàng bạc cũng bất quá là chủ nghĩa hình thức thôi. Ma quân đại nhân, không thể khinh địch. Có Hắc Ám Tà Điện trưởng lão, tại trái phải thấp giọng hướng Hắc Ám Ma Quân nói. Diệp Thần quá khứ chiến tích, thực sự quá rực rỡ, bất luận cái gì dám khinh thị hắn người, đều sẽ không có kết quả tử tế. Hắc Ám Ma Quân cười ha ha, nói, nếu như ở bên ngoài, bản tọa tự nhiên kiêng kỵ này luân hồi chi chủ ba phần, bất quá không phải kiêng kỵ hắn cái phế vật này thực lực, là kiêng kỵ sau lưng của hắn đủ loại đại nhân vật thôi. Nhưng ở bản tọa trên địa bàn, phế vật này liền ai cũng triệu hoán không đến, chỉ bằng hắn một cái thiên nguyên cảnh sâu kiến, hắn dám cùng bản tọa đấu. Bản tọa thiên uy đè ép, hắn duy nhất khả năng làm bị thương ta đạo thiên kiếm đều không thả ra được, bản tọa tại sao phải sợ hắn làm gì? Đang khi nói chuyện, Hắc Ám Ma Quân thi triển ra tà pháp, huyết nha che trời, một giọt máu bắn ra, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn chỉ huyết sắc ô nha, phô thiên cái địa, che đậy bầu trời lại tràn ngập ra một cỗ kinh khủng huyết sắc uy áp, bao phủ hướng Diệp Thần, Lạc Phi Thiên hai người. Hắn muốn dựa vào chính mình đế uy, áp chế Diệp Thần triệu hoán cường viện khả năng, dạng này Diệp Thần độc thân cùng hắn chiến đấu, một cái thiên nguyên cảnh, quả quyết không có khả năng nghịch phạt thiên đế, vượt cấp chiến đấu cũng không có khả năng nhảy vọt lớn như vậy cảnh giới, hắn tự giác là nắm vững thắng lợi. Diệp Thần thấy Hắc Ám Ma Quân bao phủ xuống đế uy, đích thật là thấy vô cùng áp lực cực lớn, coi như đã dung hợp bạch hổ mảnh vỡ, hắn cũng xác thực không có khả năng nghịch phạt thiên đế. Hắn luân hồi trật tự, không hề nghi ngờ là mạnh mẽ, nhưng tu vi của hắn lại không đủ để thôi động cỗ này trật tự, đi áp chế thiên đế cấp bậc cường giả. Bất quá, Diệp Thần cũng không hoảng, bởi vì bên cạnh hắn, đang đứng Lạc Phi Thiên. Đúng, ta là thiên nguyên cảnh sâu kiến, nhưng nếu như, ta cũng có thiên đế năng lượng đâu. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, nhìn chăm chú Hắc Ám Ma Quân nói. Ngươi muốn chơi hoa chiêu gì? Hắc Ám Ma Quân nhướng mày, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt tự tin, hắn trong lòng luôn cảm giác có chút không hiểu lo lắng. Lạc Phi Thiên cười nhẹ một tiếng, nói, ma đầu, ngươi tận thế đến. Tiếng nói vừa ra, Lạc Phi Thiên thần hồn thoáng qua, liền trở về Diệp Thần trong cơ thể, mà lại hắn linh hồn, còn cùng Diệp Thần dung hợp, linh hồn hắn tất cả năng lượng, đều điên cuồng hướng về Diệp Thần quanh thân kinh mạch dũng mãnh lao tới. Oanh long long! Trong nháy mắt, Diệp Thần khí tức tăng vọt, đỉnh đầu liền lao ra một cỗ thiên đế khí, dâng lên dáng lành, sục sôi không thêm. Cái gì? Hắc Ám Ma Quân cảm nhận được Diệp Thần cỗ này tăng vọt khí tức, lập tức kinh hãi kinh ngạc, khó mà tin được. Hắn tự nhiên biết, cỗ khí tức này, cũng không thuộc về Diệp Thần, mà là Lạc Phi Thiên khí tức, nhưng Diệp Thần có thể dung hợp đến như thế hoàn mỹ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, một cái tiền bối tạm thời truyền công mượn lực cho hậu bối, tại cảnh giới pháp tắc, trật tự pháp tắc chờ rất nhiều hạn chế dưới, có thể mượn lực một hai thành, đã là ghê gớm sự tình. Nhưng bây giờ, Diệp Thần cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp Lạc Phi Thiên khí tức, quả thực là không thể tưởng tượng, thiên đế khí tức, hạng gì sục sôi, Diệp Thần chẳng qua là không quan trọng thiên nguyên cảnh 5 tầng trời, lại có thể tiếp nhận thật là quá mức nghịch thiên. Nếu là đổi lại người bình thường, tiếp nhận cường đại như vậy năng lượng khí tức, chỉ có bạo thể bỏ mình xuống tràng. Mặc dù giờ phút này tận mắt nhìn thấy Hắc Ám Ma Quân đều là khó có thể tin. Phía dưới Ngư Triều Hy, Minh Đạo Cung đám người, nhìn thấy Diệp Thần cái kia rộng rãi mênh mông khí tức, cuồn cuộn thiên đế khí xông thẳng lên trời khí tượng, cũng là choáng váng. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được Diệp Thần khí tức, hoàn toàn bắt không đến Lạc Phi Thiên năng lượng ba động. Diệp Thần luân hồi trật tự, đã cường đại đến có thể hoàn toàn dung nạp Lạc Phi Thiên thiên đế năng lượng. Hắc Ám Ma Quân, ngươi là muốn đơn đả độc đấu, còn là các ngươi cùng tiến lên. Diệp Thần ánh mắt mang theo một vệt lạnh lẽo, nhìn xem Hắc Ám Ma Quân, lại nhìn khắp bốn phía đại lượng ma thần, mang theo một vệt khinh thường. Tại dung hợp Lạc Phi Thiên lực lượng về sau, Diệp Thần tự tin có thể hoành ép toàn trường. Hắc Ám Ma Quân thủ hạ ma thần đệ tử, tại nhìn thấy Diệp Thần hóa thân thiên đế về sau, đều là kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm, ban đầu tại vì Hắc Ám Ma Quân ngâm sướng chúc phúc các đệ tử, cũng giống là toàn bộ bị cắt mất đầu lưỡi, triệt để câm. Hắc Ám Ma Quân triệt để chấn động. Diệp Thần luân hồi trật tự, tựa như là một cái mạnh mẽ động cơ, nhất định phải có sung túc nhiên liệu, mới có thể khởi động, hắn nếu như vẫn chỉ là một cái thiên nguyên cảnh trung vị thần, vậy dĩ nhiên không đủ để mở ra cường đại như vậy động cơ, nhưng hắn hiện tại dung hợp Lạc Phi Thiên năng lượng,
động cơ là có thể triệt để vận chuyển. Đây là bản tọa địa bàn, còn chưa tới phiên tiểu tử ngươi hung hăng càn quấy. Hắc ám ma quân hoảng sợ phía dưới, có chút thẹn quá hóa giận, ra lệnh kết ác linh nguyền rủa đại trận, diệt hắn cho ta. Mệnh lệnh của hắn hạ xuống, toàn trường ma thần đều là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, nhưng hắc ám ma quân mệnh lệnh, tự mang có một cỗ nhân quả luật áp chế hiệu quả, dạy người vô pháp kháng cự. Ngay sau đó, liền có mấy ngàn đầu ma thần bay ra, dạ xoa, tu la, khô lâu, âm hồn các loại, trên không trung làm thành một vòng, đem Diệp Thần một mực vây quanh, sau đó theo dưới chân của bọn nó, tạo ra từng đầu trận văn, cấp tốc trên không trung ký kết thành một cái to lớn kết giới trận pháp. Mà Diệp Thần, vừa vặn liền ở vào trận pháp trung tâm nhất. Tất cả ma thần, bắt đầu phát ra ngâm sướng, to rõ chấn thiên, sau đó thân thể của bọn nó, từng cái hòa tan hết, giống như bị nóng chảy ngọn nến, thân thể sụi lơ thành bùn, từ trong bên trong vèo một tiếng, bay ra một quả đen kịt linh hồn quả cầu ánh sáng, mang theo vô cùng xâm nghiêm, tà ác, xấu xí, ô uế năng lượng, hoành không hướng về Diệp Thần phi tập mà đi. Diệp Thần trước đó thôn vệ hắc ám tà điện trưởng lão Tô Thiên Sơn khí huyết, này ác linh nguyền rủa đại trận hắn cũng nhận ra, là hắc ám ma quân sáng tạo trận pháp, dùng ma thần linh hồn làm tế, bùng nổ lớn nguyền rủa, hiến tế ma thần số lượng càng nhiều, nguyền rủa uy lực lại càng lớn. Chỉ thấy từng khỏa hắc ám linh hồn quả cầu ánh sáng, siêu siêu rung động, phô thiên cái địa đánh tới hướng Diệp Thần, mỗi một viên linh hồn quả cầu ánh sáng, sau lưng đều mang theo kinh khủng nguyền rủa lực lượng. Phô thiên cái địa tụ lại, đủ để đem thiên đế đều nguyền rủa đến sa đọa. Bất quá, Diệp Thần thì không chút nào hoảng, vừa mới dung hợp bạch hổ mảnh vỡ hắn, luân hồi trật tự mãnh liệt tăng lên, không sợ hết thảy nguyền rủa. Cái gì ác linh nguyền rủa ta lúc này lấy một kiếm phá chi? Diệp Thần một tiếng ngâm sướng, liền tế ra tiểu đạo thiên kiếm, bạch hổ mảnh vỡ năng lượng đúc nóng trong đó, thoáng chốc ở giữa, ông một tiếng kiếm ngân vang, tiểu đạo thiên kiếm bùng nổ hổ bào thanh âm. Toát ra cuồn cuộn phong duệ canh kim mang khí, Diệp Thần kiếm trong tay chỉ vung lên, một cỗ như gợn sóng kiếm khí liền gào thét mà ra. Cái kia từng khỏa bay tập mà đến hắc ám linh hồn quả cầu ánh sáng, chạm tới Diệp Thần kiếm khí, liền lập tức như mặt trời đã khuất tuyết động hòa tan mà ra, triệt để trừ khử. Diệp Thần kiếm khí, bên trong ẩn chứa khí tức bén nhọn, đem hết thảy linh hồn quả cầu ánh sáng, theo căn nguyên bên trên phá giải đi, hủy diệt đi. Cho nên cái kia từng khỏa linh hồn quả cầu ánh sáng, liên tiếp nổ tung nổ đều không có thể nổ tung, coi như không triệt để trừ khử, triệt để bị phân giải thành nguyên thủy nhất khí tức. Diệp Thần kiếm khí dự uy không giảm, lại hướng phía trước quét ngang, đem những cái kia còn chưa kịp tự bạo ma thần, cũng toàn bộ chém giết, liền cùng cắt cỏ một dạng dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Cái gì? Hắc ám ma quân thấy thế, triệt để kinh hãi. Thật là sắc bén kiếm. Phía dưới Ngư Triều Hy cùng Minh Đạo Cung đám người, mắt thấy Diệp Thần kiếm khí lăng lệ, cũng là bị chấn kinh. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hắn tiểu đạo thiên kiếm, bản thân liền hết sức sắc bén, lại dung hợp bạch hổ mảnh vỡ năng lượng, cái kia càng là sắc bén không còn giới hạn, sát phạt hung hãn cực điểm, chảm ma thần như cắt cỏ. Bạch hổ mảnh vỡ chủ hung sát, phong mang là nhất hừng hực, Diệp Thần không nói hai lời, nắm chặt tiểu đạo thiên kiếm, toàn thân khí lưu gào thét như hổ bào. Hùng hào kinh thiên, nhất kiếm mang theo thao thiên uy thế, liền hướng về hắc ám ma quân chém đi. Hắc ám ma quân, ta muốn giết ngươi, nhất kiếm là đủ. Tinh bạo khí lưu trảm. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, không có chút nào nói nhảm, lập tức liền điều động toàn lực, nhất kiếm nổ nổi lên cuồn cuộn tinh quang, kiếm khí chi lăng lệ, như muốn bạo diệt tinh không, quét ngang vũ trụ, bá khí vô biên, muốn nhất kiếm giết chết hắc ám ma quân. Hắn biết Lạc Phi Thiên trạng thái không tốt, mà lại bởi vì là một cái tội nhân, rất dễ dàng gặp thiên phạt, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thời gian trì hoãn, vậy liền đại đại phiền toái. Cho nên, Diệp Thần không nói nhảm, vừa ra tay, liền bạo phát chiến lực mạnh nhất liền thăm dò đều không mang theo thăm dò, liền là toàn lực ứng phó, một chiêu tinh bạo khí lưu trảm bổ giết đi qua. Một chiêu này tinh bạo khí lưu trảm, toàn lực ứng phó phía dưới. Trong nháy mắt liền rút sạch Diệp Thần trong cơ thể linh khí, nhưng hắn luân hồi trật tự mạnh mẽ, linh khí bị rút sạch về sau, lại từ đan điền chỗ sâu, có một cỗ năng lượng bàng bạc trào ra, như luân hồi đạo sinh sôi không ngừng. Đây là Diệp Thần dung hợp bạch hổ mảnh vỡ về sau, lấy được thuế biến. Hắn luân hồi trật tự, đạt được mãnh liệt tăng lên, linh khí hao hết về sau, lại có sinh lực dũng mãnh tiến ra,
chiến đấu lực bền bỉ là so trước kia cường hãn nhiều. Nếu là đổi lại trước đó, Diệp Thần một chiêu tinh bạo khí lưu trảm, hao hết toàn lực về sau, liền không đáng kể, cần nghỉ ngơi, nhưng bây giờ, hắn chí ít có thể dùng liên tục dùng 3-4 lần, đều không mang theo thở sâu. Cái này là dung hợp bạch hổ mảnh vỡ, Diệp Thần lấy được lột xác to lớn tăng lên, trở nên càng cường đại. Hắc ám ma quân triệt để chấn sợ, Diệp Thần dung hợp Lạc Phi Thiên Thiên Đế uy năng, một kiếm này khí thế hạng gì bằng bạc, hạng gì lăng lệ, coi như gọi Lạc Phi Thiên bản thân ra tay, đều không có thời khắc này Diệp Thần cường đại như vậy. Thiên Đế bất hủ thuẫn. Mắt thấy Diệp Thần kiếm khí phách đến, trong lúc nguy cấp, Hắc ám ma quân cuống quýt thôi động toàn thân linh khí, ký kết ra một cái màu vàng kim Thiên Đế hộ thuẫn, gắt gao cản ở trước mặt mình. Con! Diệp Thần nhất kiếm bổ tới, chỉ một chút, liền đem ngày đó đế hộ thuẫn, triệt để chảm phá. Hung mãnh kiếm khí bén nhọn, cuồn cuộn gào thét, Hắc ám ma quân đều ngăn cản không nổi, trực tiếp liền bị đánh ngã xuống đất, hung hăng ném ra một cái hố sâu to lớn, bụi mù cuồn cuộn. Phốc phốc! Một ngụm máu tươi, mang theo một chút phá toái nội tạng, theo Hắc ám ma quân trong miệng phun tới, bộ dáng 10 điểm thảm liệt. Toàn trường người thấy cảnh này, đều choáng váng. Mặc kệ là Hắc ám tà điện người vẫn là Tiêu Diêu đạo tràng bên này người, đều không thể tin được, Diệp Thần thế mà lợi hại như vậy, nhất kiếm liền đánh bại Hắc ám ma quân. Nếu như là tại bên ngoài, người đã chết. Diệp Thần nhìn xem trọng thương rơi xuống đất Hắc ám ma quân, lạnh lùng cười một thoáng. Bạch hổ mảnh vỡ phong mang, lăng lệ tới cực điểm, hắn núp nóng vào tiểu đạo thiên kiếm về sau, lại tại Lạc Phi Thiên trợ lực dưới, còn có tinh bạo khí lưu trảm hung hãn. Hắn nhất kiếm liền đánh bại Hắc ám ma quân, đều không cần chiêu thứ hai. Nếu như là ở bên ngoài, Hắc ám ma quân vừa mới tuyệt đối là chết rồi, Diệp Thần kiếm khí phong mang thật là đáng sợ, hắn không có khả năng ngăn trở. Hắn còn có thể sống được, hoàn toàn là bởi vì có thiên thời địa lợi trợ lực, nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn. Hắc ám ma quân gương mặt ảm đạm, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình thế mà sẽ thua ở Diệp Thần kiếm dưới. Hắn vừa mới còn nói Diệp Thần là phế vật, hiện tại hắn lại bị một cái phế vật đánh bại, thậm chí chẳng qua là nhất kiếm. Không, ta làm sao lại bại? Tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm. Hắc ám ma quân tê kêu lên, lung lay từ dưới đất đứng lên, toàn thân thiên đế khí sôi trào, hóa thành từng mảnh phù văn, tại quanh người hắn quanh quẩn. Những phù văn này toàn bộ là thế giới khải kỳ lục phù văn. Thế giới khải kỳ lục. Là sử thần chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, cùng sở hữu 9 chương, giờ phút này Hắc ám ma quân chỗ hiển hóa ra ngoài, chính là chương 1, Hắc ám thức tỉnh phù văn, hắn bản thân liền là theo Hắc ám thức tỉnh này chương tà điển bên trong diễn sinh ra tồn tại. Hắc ám thức tỉnh, vạn vật ma hóa, tai biến buông xuống. Chỉ thấy Hắc ám ma quân phát ra to ngâm sướng, vô số phù văn hội tụ thành một quyển sách, trôi nổi tại trước người hắn, đó chính là thế giới khải kỳ lục chương 1, kỳ quan pháp tướng. Này kỳ quan pháp tướng vừa ra, lập tức hắc ám như thủy triều năng lượng khí tức, bắt đầu từ trong sách lan tràn ra ngoài, cấp tốc hướng toàn bộ vọng hồ đạo tràng thánh địa cửa hàng đi. Hắc ám khí triều trải rộng ra, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy vừa mới vẫn là bình tĩnh sơn hà đại địa, lập tức phảng phất biến thành u minh địa ngục, đại địa răng rắc rung động, đã nứt ra một từng cái khe, theo trong khe hở kia, vô số cổ lão bị vùi lấp hài cốt. Dồn dập hóa thành xấu xí dữ tợn ma thần, theo sâu trong lòng đất bò lên ra tới. Không chỉ như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vọng hồ đạo tràng thế giới, vạn vật bắt đầu ma hóa, bình thường dã thú tiến hóa thành hung thú, hoa cỏ cây cối hóa thành ma vật, từng đầu cá theo sông hải lý nhảy ra, sau đó hóa thành từng con tà long liền những đám mây trên trời đều bị bóp méo, hóa thành không thể diễn tả đồ vật. Đủ loại tà ác quỷ dị biến hóa, trong nháy mắt phát sinh, làm cho người rung động. Thậm chí để cho người ta dẫn xuất chỗ sâu kinh khủng. Đây là thế giới khải kỳ lục chương 1, hắc ám thức tỉnh bên trong tiên đoán biến hóa, làm thế giới khải kỳ lục buông xuống, hắc ám năng lượng trước tiên tại trong thiên địa thức tỉnh, chỗ có tồn tại đều muốn hóa thành ma vật, tại trong bể khổ trầm luân, không được siêu thoát. Hiện tại hắc ám ma quân gọi ra thế giới khải kỳ lục, này khủng bố kỳ quan tiên đoán, ngay tại vọng hồ đạo tràng bên trong ứng nghiệm. Luân hồi chi chủ. Bản tọa khả năng đánh không lại ngươi, nhưng bản tọa triệu hoán sửu thần đại nhân vĩ đại kỳ quan, ngươi lại nên ứng đối ra sao đâu. Hắc ám ma quân nhếch miệng nở nụ cười, máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra,
Cả người hắn khô héo héo rút một vòng, rõ ràng triệu hoán thế giới khải kỳ lục, khiến cho hắn tiêu hao rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 547.